Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 42. Chương 411: Đào thoát thân. Sau khi bắn ra lam sắc hỏa diễm, thần niệm Hàn Lập điên cuồng thúc dục, một đoàn tam sắc phệ kim trùng bay ra, cuốn một cái, quanh thân tạo thành một tầng trùng giáp dày đặc. Kiền lam băng diễm chính là cực hàn chi diễm, mà thanh dương ma hỏa chính là cực nhiệt chi diễm của dung kim đoạn ngọc, hai thứ vừa chạm vào, lúc này liền dẫn tới linh khí kịch liệt nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, sau đó hình thành linh khí thủy triều, giống như một thanh trọng chùy nện vào ngực Hàn Lập, hung hăng đánh hắn bay ra ngoài. Trùng giáp trên người hắn rất nhanh liền vỡ vụn văng tung tóe, nhưng may mà dư chấn không mạnh, Hàn Lập nhướng mày, cố nén đau đớn quanh thân, mượn linh khí nổ tung, muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, một vệt linh quang màu vàng vẽ ra một đường vòng cung, ánh vào trong khóe mắt Hàn Lập. Vất vả lắm mới kiếm được một con đường sống, Hàn Lập sao lại cam tâm để nó ngăn lại. Trong lòng nổi lên sự ngoan độc, chỉ thoáng tăng cường linh cháo hộ thân, đại đa số pháp lực vẫn là dùng để phi độn. Hừ, ở trước mặt Kim Ngọc Hoàn còn dám khinh thường, tự tìm đường chết. Thiên Hận lão quái cười lạnh một tiếng, thúc giục pháp lực, thế đi của Kim Ngọc Hoàn càng nhanh hơn. Không hề ngoài ý muốn, Kim Ngọc Hoàn dễ dàng xuyên thủng linh cháo hộ thân của Hàn Lập, hung hăng nện lên trên lưng hắn. Phốc, Hàn Lập gặp phải trọng kích này, bỗng nhiên phun ra một búng máu, nhưng độn tốc lại không giảm mảy may. Nội giáp. Thiên Hận lão quái ngoài ý muốn nhìn Hàn Lập dưới lớp quần áo rách nát lộ ra một mảnh lân giáp màu vàng kim, thập phần kinh ngạc nói. Ba người đang muốn thi triển thủ đoạn, chỉ nghe một tiếng sấm ầm ầm truyền đến, khí tức Hàn Lập cấp tốc đi xa. Sau khi chạy được một đoạn, Hàn Lập thi triển lôi độn thuật, lần này lại không dễ dàng đuổi theo như vậy. Thanh Dương lão ma cùng Thiên Hận lão ma chần chừ một cái chớp mắt, sau đó thân hình đồng thời ngừng lại. Đối với bọn họ mà nói, huyết thần đan mới là quan trọng nhất, cùng với phí sức đuổi giết Hàn Lập, không bằng lập tức tiến về huyết hải. Sư huynh, người này giết huyền quỷ ta, ta không thể buông tha hắn. Huyền Sát lưu lại một câu, cũng ngừng không ngừng lướt qua hai người, đuổi theo phương hướng Hàn Lập bỏ chạy. Thanh Dương lão ma cố tình ngăn cản, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do, miệng há to rồi lại đóng. Hắn tự nhiên không phải lo lắng an nguy của Huyền Sát, chỉ bất quá muốn hợp tác với Thiên Hận lão quái, chiếm cứ ưu thế càng nhiều mà thôi. Huyền Sát tuy căm hận Hàn Lập diệt sát con huyền quỷ cuối cùng của nàng, nhưng đầu vẫn còn thanh tỉnh, nàng dám đuổi theo chính là muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn. Chỉ cần cẩn thận lôi đình màu vàng kia, nàng có cơ hội diệt sát Hàn Lập, đến lúc đó nếu có thể được huyền bí lôi đình màu vàng, lần này cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Đưa mắt nhìn Huyền Sát đi xa, Thiên Hận lão quái khẽ cười một tiếng nói, Thanh Dương đạo hữu, việc này không nên chậm trễ a. Thanh Dương lão ma không nói gì, tay áo vung lên, hướng thạch trụ trận mà đi. Quỷ vụ chính là do ma thú La Hầu thôn phệ thiên địa linh khí tạo thành. Lạc huynh, đây cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, ngươi có căn cứ gì không? Nguyên Giao đứng bên cạnh Lạc Hồng, môi đỏ mọng đóng chặt, bí mật truyền âm nói. Mới đầu Lạc Mỗ cũng không tin, nhưng những năm này bổ thiên thạch truyền đến không gian ba động lúc có khi không. Hiển nhiên âm minh chi địa là có thể di động, La Hầu này nói liền thành có khả năng suy đoán nhất. Lạc Hồng hướng Nguyên Giao kể lại tình huống hiện tại cùng La Sát quỷ phủ, lại cùng nàng nói về tình huống âm minh chi địa. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ cũng không biết là đang ở chỗ nào trong thân thể La Hầu, tựa hồ như không có liên kết với khu vực có nhân tộc tồn tại. Không gian chỗ các nàng không có âm thú, không có nhân tộc, cũng không có yêu tộc, vật còn sống duy nhất chính là các nàng. Cho nên, tuy các nàng đã ở trong cơ thể La Hầu mấy chục năm, nhưng thậm chí không biết nơi đó được gọi là âm minh chi địa, càng không hiểu rõ về bản thân La Hầu. Lạc huynh, ngươi đã có chuẩn bị, vì sao không đến sớm một chút? Nếu sớm hơn một chút, có lẽ có thể ngăn cản ta rơi vào quỷ đạo. Nguyên Giao đột nhiên đổi giọng, hối hận nói, trong mắt không có ý trách cứ, chỉ có oán hận. Mặc dù quỷ đạo cũng có thể trực chỉ đại đạo, nhưng mà quỷ thân chung quy vẫn kém hơn thân người, nhất là đối với một nữ tử có lòng dạ khác mà nói. Ai, Lạc Mỗ vẫn đánh giá thấp không gian âm minh chi địa cách trở,
bằng tu vi lúc đó của ta, lại là vô lực mở ra không gian thông đạo đấy. Sau khi kết anh, La Hầu đã rời khỏi Vô Biên Hải. Khoảnh khắc đó Lạc Mỗ biết đã muộn, bắt đầu do dự có nên dùng Bổ Thiên Thạch không. Lạc Hồng nói cũng là lời nói thật, năm đó sau khi hắn củng cố nguyên anh, quả thật có ý niệm sử dụng Bổ Thiên Thạch, nhưng lại không cảm ứng được dao động không gian. Bất quá, tình tiếc nuối của hắn là giả, bởi vì hắn biết Nguyên Giao sẽ ở Âm Minh Chi Địa thu được một hồi đại cơ duyên, mượn cái này khôi phục nhân thân cũng là chuyện dễ dàng. Do dự, Lạc huynh chẳng lẽ không muốn cứu ta ư? Trong lòng Nguyên Giao chợt lạnh, nhớ lại những năm qua nàng thường xuyên ngẩn người với một tảng đá lạnh như băng, nhưng người bên kia tảng đá lại do dự, làm sao có thể không làm lòng nàng nguội lạnh. Nguyên cô nương hiểu lầm, Lạc Mỗ cũng không phải có ý này, mà là suy nghĩ cho Nguyên cô nương. Ngươi và Nghiên đạo hữu đã tu luyện công pháp quỷ đạo, lại luyện thành thân bán quỷ, vậy thì không cách nào quay đầu lại. Âm Minh Chi Địa là nơi tu luyện tốt nhất của các ngươi, cho dù các ngươi ở bên trong tu luyện tới hóa thần kỳ, Lạc Mỗ cũng không thấy kỳ quái. Nơi đó, đối với quỷ tu mà nói, thật sự là quá thiên độc hậu. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, bắt đầu khuyên. Hắn không thể giữ Nguyên Giao ở bên cạnh mãi được, dù sao cũng phải để nàng tu luyện ở Âm Minh Chi Địa. Chuyện này dễ gây nên hiểu lầm, tốt nhất là ngay từ đầu đã nói rõ ràng mới tốt. Nhưng nếu cứ bị vây khốn ở một nơi, cho dù tu vi cao hơn, thì có ích lợi gì chứ? Trong lòng Nguyên Giao ấm áp, khẽ lắc đầu nói. Bị nhốt mấy chục năm, không muốn trở về là chuyện thường tình của con người, huống hồ bên ngoài cũng không phải không thể tu luyện. Chỉ là chậm hơn rất nhiều, đột phá khó hơn mấy chục lần mà thôi, lại có thể làm bạn bên cạnh người mong nhớ ngày đêm. Nguyên cô nương chẳng lẽ không muốn khôi phục nhân thân ư? Lạc Hồng thần sắc như thường hỏi. Đương nhiên muốn, chuyện nghịch thiên như vậy làm sao có thể làm được? Tu vi của ta càng cao, sẽ càng tiếp cận quỷ thân, thẳng tiến tới thiên quỷ chi đạo. Nguyên Giao lộ ra ánh mắt thê lương, nếu không có một đoạn hồi ức chèo chống, nàng đã sớm không chịu nổi khổ sở mất đi thân thể rồi. Chuyện mà nhân giới không thể làm được không có nghĩa là linh giới không thể làm được. Tuy tu vi của chúng ta đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, đủ để trở thành bá chủ một phương ở nhân giới, nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là tu luyện tới cảnh giới trung bình mà thôi. Ta nghĩ chuyện mà chúng ta không thể giải quyết, trong mắt đại năng luyện hư hợp thể của linh giới, chỉ là một việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Nguyên cô nương chỉ cần cố gắng tu luyện, đợi sau khi phi thăng linh giới, cơ hội khôi phục nhân thân chắc hẳn là rất lớn. Thần thông bí thuật thật ra có nhu cầu rất cao đối với hoàn cảnh linh khí. Nếu hoàn cảnh linh khí quá kém, một ít thần thông uy lực sẽ suy yếu, thậm chí không thể thi triển. Tỷ như tịch tà thần lôi của Hàn lão ma tại nhân giới, hắn căn bản không phát huy ra được uy lực chân chính của tịch tà thần lôi. Mà hoàn cảnh linh khí tuyệt hảo cũng sẽ sinh ra thần thông bí thuật càng thêm thần diệu. À, sao vừa nghĩ đến Hàn lão ma, thật giống như nghe được thanh âm của hắn, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Vừa dứt lời, Nguyên Giao còn đắm chìm trong vui mừng, lỗ tai Lạc Hồng liền hơi nhúc nhích một chút, nghe được một thanh âm quen thuộc. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng liền thấy Hàn lão ma khóe miệng tràn máu đang chạy trối chết. Cứ thế mà chạy, là ai đang đuổi giết hắn? Ý niệm vừa chuyển, thần thức Lạc Hồng hướng phía sau tìm kiếm. Đầu tiên là thấy được một đoàn ác quỷ tóc xanh cùng ba con nữ quỷ quần áo màu sắc khác nhau, sau đó lại ở phía sau càng thấy được thân ảnh Huyền Sát. Giờ phút này, âm khí che đậy thân thể Huyền Sát, quanh người bạch cốt cháo phát ra khí tức không khác quỷ vật. Cho nên đám quỷ vật xung quanh cũng không tập kích nàng, tất cả đều chuyên tâm đối phó với Hàn lão ma. Lạc đại ca, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hàm Vân Chi tâm tư linh xảo, thấy vẻ mặt Lạc Hồng có chút biến hóa, liền biết nhất định là xảy ra chuyện. Hàn sư đệ đang bị người đuổi giết, Lạc Mỗ lại mang Nguyên cô nương đi trợ giúp hắn một tay. Đại sư, ngươi ở lại bảo vệ các nàng. Lạc Hồng dặn dò một câu, ánh mắt chớp lên, tay phải mở ra, gọi ra Huyền Âm Chi Nhãn giấu trong lòng bàn tay, nói với Nguyên Giao, Nguyên cô nương, lấy thuần âm quỷ thể của ngươi thi triển thần thông Huyền Âm Nhãn này, nhất định có thể làm uy lực của nó nâng cao một bước, Lạc Mỗ liền giao cho ngươi điều khiển. Ánh mắt Nguyên Giao lúc này nhìn Hao Vân Chi có chút cổ quái, nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Sau khi biết là Hàn Lập gặp nạn, không nói nhiều lời tiếp nhận Huyền Âm Chi Nhãn, lập tức chui vào trong cơ thể Lạc Hồng. Vì vậy Lạc Hồng đạp mạnh chân, rời khỏi lưng con rết, dùng độ cao gần như sát đất, chạy về phía Hàn lão ma. Bỏ chạy thục mạng,
Hàn Lập cũng không sử dụng lôi độn thuật, chỉ vì pháp lực của hắn có thể dùng vạn niên linh nhũ khôi phục, nhưng tịch tà thần lôi thì không thể. Nếu không có tịch tà thần lôi, diệt sát quỷ vật cản đường, hắn trốn không được bao xa, sẽ bị bầy quỷ cùng huyền sát phía sau đuổi kịp. Bên phía Hàn Lập chật vật không thôi, huyền sát cũng có chút phiền muộn, nàng vốn tưởng rằng Hàn Lập trải qua một trận ác chiến, hơn nữa còn mang theo thân thể trọng thương, pháp lực hẳn là trèo trống không được bao lâu. Nhưng trước đó nàng không chú ý, sau đó dĩ nhiên phát hiện khí tức Hàn Lập thoáng cái đã khôi phục rất nhiều. Nàng đột nhiên ý thức được trên người Hàn Lập có đại lượng thiên tài địa bảo khôi phục pháp lực, sự tình bỗng nhiên trở nên khó giải quyết. Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải lạc hồng quỷ dị kia. Huyền sát dùng mình, liền mạo hiểm bỏ chạy về phía ba nữ quỷ kia. Công pháp của nàng mặc dù có thể khiến cho khí tức của nàng không khác quỷ vật, nhưng quỷ vật minh vực cũng không ngu ngốc. Nếu nàng làm ra cử động quá mức quái dị, tất nhiên sẽ bị hoài nghi, dẫn tới bầy quỷ công kích. Cũng may, nữ quỷ bị Hàn Lập cơ hồ hấp dẫn toàn bộ tinh thần, huyền sát tới gần cũng không khiến cho các nàng chú ý. Rất nhanh, huyền sát lặng yên đi tới giữa ba nữ quỷ này, sau khi lấy lại bình tĩnh, pháp lực đột nhiên nhấc lên, một hơi bắn ra 21 cây âm châm màu đen. Bất ngờ không kịp đề phòng, ba nữ quỷ đều trúng chiêu, trong lúc đau đớn các nàng há cái miệng đen kịt thấm người, hướng huyền sát phát ra tiếng quỷ rít sắc nhọn. Huyền sát lúc này trên mặt lại là một điểm sợ hãi cũng không có, thần niệm thúc giục, những âm châm đâm vào trên người nữ quỷ kia nhao nhao chui vào trong cơ thể các nàng. Hi hi, ăn âm minh châm của ta, có hung dữ cũng phải nghe hiệu lệnh của ta. Đi, ngăn hắn lại cho ta. Ba nữ quỷ tất nhiên là không theo, hung tính đại phát muốn đối phó huyền sát, nhưng sau một khắc liền thê lương kêu thảm thiết lên. Chương 412, Nguyên giao diệt địch. Sự thống khổ âm minh châm mang đến tựa hồ đủ để khiến nữ quỷ hồn phi phách tán, sau khi nếm qua đau khổ, trong mắt mặc dù còn oán độc không thể nhìn thấy đáy, nhưng cũng chỉ có thể phục tùng huyền sát. Dưới mệnh lệnh của hắn, ba nữ quỷ không tiếc sử dụng thần thông quỷ đạo tự tổn hao nguyên khí, khiến cho độn tốc bản thân bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, trong mấy tức đã tiến nhập khoảng cách công kích. Lúc trước tiến vào minh vực, Hàn Lập rất nhanh phát hiện tung tích ba người này, tiếp theo một đường đều ẩn nấp sau ba người, lợi dụng bọn hắn mở đường cho mình, cũng không quen thuộc thần thông quỷ hồn kia. Cho nên, khi một quỷ chảo duỗi ra trước người, lúc này lại càng hoảng sợ. Cũng may, huyền sát không thể trực tiếp khống chế nữ quỷ, một chảo này cũng không chạy về phía đầu lâu Hàn Lập, mà là đánh vào ngực bụng, đánh lên trên hoàng lân giáp. Những nữ quỷ này nhìn như nhu nhược, nhưng kỳ thật lực lượng rất lớn, Hàn Lập gặp một kích này, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thương thế không khỏi tăng thêm. Lúc này, hai quỷ chảo khác cũng lần lượt đánh tới. Chỉ thấy lôi quang màu vàng trên thân Hàn Lập lóe lên, hai quỷ thủ phân biệt hướng về phía bụng dưới cùng cổ họng hắn bay ra liền bị tịch tà thần lôi bổ thành cho bụi. Nhưng mà, tuy Hàn Lập phản công cũng đủ sắc bén, nhưng bị ngăn lại như vậy, cũng hoàn toàn rơi vào vòng vây của ba nữ quỷ. Sau khi biết được sự lợi hại của tịch tà thần lôi, ba nữ quỷ không hẹn mà cùng thi triển thần thông phân thân, trong chớp mắt một mảng lớn quỷ ảnh đã đem Hàn Lập tầng tầng bao vây. Huyền sát trôi nổi cách chiến đoàn không xa, cười lạnh chờ đợi thời cơ. Nàng hết sức kiêng kỵ thần thông lôi pháp của Hàn Lập, không để Hàn Lập hao tổn đến mức sơn cùng thủy tận, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến lên. Vì ứng đối với sự vây công của nữ quỷ đầy trời, Hàn Lập thúc giục tịch tà thần lôi tán loạn bên ngoài thân thể không thôi. Một khi có phân thân nữ quỷ tới gần, liền bắn ra một đạo điện quang màu vàng mảnh khảnh, diệt sát nó. Nhưng mà, dù có sử dụng tịch tà thần lôi cẩn thận như vậy, tịch tà thần lôi còn dư lại của Hàn Lập cũng giảm bớt rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ bị bầy quỷ vây chết. Vốn phệ kim trùng là thủ đoạn ứng phó tốt với tình huống như vậy, nhưng trong minh vực lại có cấm chế cấm bay, hơn nữa cấm chế này không nhằm vào nữ quỷ. Nếu mạo muội thả phệ kim trùng ra chẳng những không thể tiêu diệt nữ quỷ, mà còn có thể dẫn tới cấm chế âm lôi công kích. Do dự trong chốc lát, Hàn Lập vỗ túi linh thú bên hông, gọi ra một con khỉ nhỏ đen như mực. Không cần phải nói, con khỉ này chính là đề hồn thú. Không giống như lúc ở Thi Sơn, sau khi đến minh vực, đề hồn thú liền không e ngại nữa, không dám đi ra. Bất quá, bởi vì Hàn Lập lo lắng, khí tức đề hồn sẽ đưa tới quỷ vật cao giai trong minh vực, cho nên một mực không thả ra. Nhưng bây giờ gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng không lo được nhiều như vậy.
Đề hồn thú vừa hiện thân, liền hưng phấn gõ lên ngực, thân hình trong nháy mắt tăng vọt đến 10 trượng, hóa thành một con cự viên toàn thân đen kịt như mực, lông như mũi tên, mà hai mắt đỏ như lửa như đèn, mũi to xấu xí không gì sánh được. Sau khi biến thành vượn khổng lồ, đề hồn vặn vẹo cái đầu khổng lồ, gào thét một tiếng, hai tay vung lên, đánh tan phân thân nữ quỷ xung quanh Hàn Lập. Ba nữ quỷ tựa hồ cảm ứng được uy hiếp đến từ đề hồn, không cần huyền sát ra lệnh, tất cả phân thân cùng giết tới đề hồn. Từng đôi quỷ thủ thò ra, phảng phất như muốn lột ra đề hồn. Nếu là linh thú bình thường, đối mặt với trận thế này, nói thế nào cũng phải tạm lánh mũi nhọn mới đúng. Đề hồn không hề có ý tránh né, ngược lại dương mũi lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng về phía phân thân nữ quỷ. Hai cột sáng màu vàng thô to theo tiếng hừ mạnh trong mũi hắn phun ra, hóa thành một mảnh dáng vàng, nhanh như thiểm điện cuốn tới phân thân nữ quỷ. Trong lúc co duỗi một cái, những mảng lớn phân thân nữ quỷ không phản kháng chút nào, đều bị Hoàng Hà cuốn vào trong miệng đề hồn. Tình hình như vậy khiến phân thân nữ quỷ còn lại không khỏi sửng sốt một chút. Nhân cơ hội này, đề hồn đột nhiên quay đầu hừ một tiếng, Hoàng Hà cuồn cuộn tuôn ra. Lúc này đây, sau khi hào quang quấn lấy ba nữ quỷ, toàn bộ phân thân đều ở trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đề hồn không biết dùng thủ đoạn gì, trong vô số phân thân nhìn ra chân thân nữ quỷ. Sau khi bị Hoàng Hà bao lại, ba nữ quỷ này lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng thi triển thần thông độn thuật muốn chạy ra, nhưng đây đều là phí công. Mắt thấy ba con luyện hồn quỷ nữ đều bị nuốt vào trong miệng đề hồn, huyền sát lúc này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời, sát ý trong lòng nàng cũng không khỏi tăng lên. Lôi pháp và khắc chế linh thú của Hàn Lập đối với quỷ đạo đều quá lớn, huyền sát tuyệt không cho phép nhân vật như vậy sống sót. Nhưng ngay lúc nàng định phóng ra sát âm hỏa diệt đề hồn, bỗng một tiếng thét khủng bố có thể khiến nội tâm nàng sợ hãi truyền đến. Đề hồn nghe thấy tiếng giống này, lập tức bất an lui về phía sau hai bước, lộ ra vẻ e ngại. Chuyện Hàn Lập lo lắng nhất phát sinh, đề hồn phát ra khí tức quỷ vật thiên địch, kích thích quỷ vương trong minh vực. Hi hi, Hàn đạo hữu, xem ra đây là trời muốn diệt ngươi, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể có toàn thây. Huyền sát cười trên nỗi đau của người khác, lập tức chuyển công pháp, ẩn vào trong ác quỷ tóc xanh. Lẽ nào hôm nay ta nhất định phải chết ở chỗ này? Hàn Lập cắn chặt hàm răng, nhìn về phía xa xa cuồn cuộn mà đến, che đậy mây đen âm khí phương viên 800 dặm, cảm giác tuyệt vọng không khỏi dâng lên trong lòng. Đúng lúc này, thanh âm Lạc Hồng đột nhiên truyền vào trong tai Hàn Lập. Hàn sư đệ, dễ dàng từ bỏ như vậy, cũng không giống ngươi ha. Lạc sư huynh. Hàn Lập nghe vậy, lập tức mừng rỡ, dương mắt nhìn lên, chẳng biết Lạc Hồng xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào. Khá lắm, có thể tỏa ra âm khí bá đạo như vậy, có lẽ không phải dễ đối phó. Hàn sư đệ, trước thu hồi đề hồn, đừng kích thích đối phương nữa. Lạc Hồng nói với vẻ mặt trấn tĩnh, giống như không hề quan tâm đến quỷ vương khí thế kinh người này. Hàn Lập khẽ gật đầu, thần niệm vừa động, đề hồn lại một lần nữa hóa thành khỉ con, trở lại túi linh thú. Lúc này, Lạc Hồng chậm rãi lấy ra một viên đan hoàn màu vàng sáng, chính là thi thể xá lợi kia. Thi thể xá lợi vừa xuất hiện, mây đen phía xa liền dừng lại, liên tiếp mấy tiếng gào rõ ràng có thể nghe ra ý sợ hãi truyền đến, mây đen bắt đầu lăn về phía sau. Sư huynh, đây là vật gì? Vì sao có thể kinh sợ thối lui quỷ vương kinh khủng như vậy? Hàn Lập cực kỳ khiếp sợ nhìn hạt châu trong tay Lạc Hồng, không nghĩ ra đường đường là quỷ vương, tại sao lại e ngại nó? Hắc hắc, đây chính là chủ nhân nơi này, vật ngưng kết trong cơ thể La Sát phủ quân. Khí tức của phủ quân vừa xuất hiện, cho dù tu vi của quỷ vương kia có mạnh hơn nữa cũng không dám tiến tới. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thu hồi thi thể xá lợi. Lạc Hồng xuất hiện một màn kinh lui quỷ vương, huyền sát bị ẩn giấu trong bầy quỷ tóc xanh nhìn thấy, nàng ta ngoài khiếp sợ, càng cảm thấy kiêng kỵ. Nàng không nghĩ nhiều, muốn cùng bỏ chạy với đàn quỷ tóc xanh. Đạo hữu, muốn đi nơi nào à? Lạc huynh thế nhưng bảo ta nhất định phải chiêu đãi ngươi thật tốt đấy. Một tiếng cười duyên đột nhiên từ bên tai truyền đến, huyền sát chỉ cảm thấy thần trí hoảng hốt, suýt nữa không duy trì được vận chuyển của công pháp. Không ổn, là mê hồn quỷ âm. Huyền sát bừng tỉnh, thân hình lóe lên liền bay ra mấy trượng, quét mắt nhìn qua liền thấy một nữ tử cực kỳ xinh đẹp đang phiêu du cách đó không xa. Nữ quỷ, không đúng, là quỷ tu. Đối phương cũng tản ra khí tức quỷ vật, huyền sát hiểu rất rõ quỷ đạo, thoáng cái đã nhận ra nguyên giao là tồn tại gì.
quả thật có thể nói là phong thủy luân chuyển. Vừa rồi nàng dựa vào khí tức quỷ vật lặng yên tiếp cận nữ quỷ, hiện tại lại bị người dùng thủ đoạn giống như vậy lẻn đến gần. Xem ra không giải quyết được nữ tử này thì không thể chạy thoát. Hi hi, chỉ là quỷ tu gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Trong mắt Huyền Sát lóe lên vẻ tàn khốc, công pháp nàng tu luyện cực kỳ khắc chế quỷ vật âm hồn, nhất là sát thân hỏa, quỷ vật bình thường chỉ cần dính vào một chút, sẽ bị thương nặng. Đi chết đi! Huyền Sát bỗng nhiên phất tay, một cự thủ do hỏa diễm xám trắng cấu thành dùng tốc độ nhanh như chớp chộp tới Nguyên Dao. Nguyên Dao lại không tránh không né, hai bàn tay trắng nõn đặt trước ngực, một con mắt đen nhánh từ giữa xương quai xanh nổi lên. Sau một khắc, uy lực rõ ràng bạo tăng xuất mục thần quang phun ra, vừa mới bao phủ hôi diễm cự thủ lại, liền biến nó thành âm khí tinh thuần. Mà ở phía dưới thần quang xuất mục, âm khí hộ thân Huyền Sát trong nháy mắt tán loạn, lập tức thân thể liền bạo liệt. Ra, chỉ còn một nguyên anh đen kịt, dùng thanh âm oán độc bén nhọn hô, họ Lạc lại giao trí bảo này cho ngươi. Ta không cam lòng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 413, Phủ quân trốn thoát. Nguyên Anh là pháp lực cùng nguyên thần kết hợp thể, Huyền Sát tu luyện không phải âm quỷ La Sát Quyết, Nguyên Anh của nàng còn có cơ hội đào thoát, mà không giống như hiện tại bị xuất mục thần quang bao phủ, liền nhanh chóng bị luyện hóa thành tinh thuần âm khí, bị huyền âm chi nhãn thôn phệ. Nguyên cô nương, khụ khụ, nhìn thấy cố nhân, Hàn Lập không khỏi vui mừng, kết quả lại chạm phải thương thế. Sư đệ tỉ mỉ ngưng thần, vi huynh trợ giúp ngươi ổn định thương thế trước. Thoáng dò xét một chút, Lạc Hồng phát hiện Hàn Lập bị thương khá nặng, nếu không xử lý nguy hiểm cảnh giới bị tụt xuống, vì vậy vội vàng nói. Làm phiền sư huynh, Hàn Lập nhịn đau ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên đan dược trị thương hương thơm tràn ngập bốn phía ăn vào. Nguyên Dao thấy thế, tự động bảo vệ pháp thuật của hai người. Sau chén trà nhỏ, một trận âm thanh truyền đến, chính là ba người mượn nhờ lực chân của Thiên Túc Ngô Công Diễm Tịnh. Ngã Phật Từ Bi, Nguyên đạo hữu, xin hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì, Hàn đạo hữu bị người nào gây thương tích? Ta chỉ thấy Hàn huynh bị một nữ tu luyện công pháp âm tà đuổi giết, cũng không biết là người nào đã làm hại huynh ấy đến đây. Hàn Lập có biết thần thông Nguyên Dao, chỉ là một nữ tu cùng cấp không thể nào bức hắn đến nông nỗi này. Nữ tu, chắc là Huyền Sát tiên tử của Ma Diễm Tông, Hàn đại ca sao lại động thủ với nàng? Sắc mặt Hàm Vân Chi hiện vẻ lo lắng nhìn bộ dạng chật vật của Hàn Lập nói. Hàn đại ca, Hàm cô nương cùng Lạc huynh đều quen thuộc với Hàn huynh sao? Nguyên Dao chuyển đề tài, nhìn như bình tĩnh hỏi. Vãn bối trước kia được hai người bọn họ chiếu cố, trong lòng vãn bối hai người bọn họ đều là huynh trưởng, kính xin nguyên tiền bối chớ hiểu lầm. Hàm Vân Chi che miệng cười khẽ một tiếng, đánh giá vẻ mặt bình tĩnh mà Nguyên Dao cố gắng duy trì, cảm thấy thú vị nói. Hừ, ta có gì có thể hiểu lầm, việc cấp bách trước mắt vẫn là phải từ La Sát quỷ phủ này đi ra ngoài. Nữ tu tên Huyền Sát kia đã hồn phi phách tán dưới thần quang xuất mục, nếu muốn biết nguyên do trong đó, còn phải chờ Hàn huynh chữa thương xong, hỏi hắn mới được. Thần sắc Nguyên Dao khẽ biến, lại mạnh mẽ đem đề tài nói trở về lại. Nàng vừa nói xong, Hàn Lập liền kết thúc vận công, phun ra một ngụm chọc khí nơi ngực, mở miệng nói. Lục Liêm sớm bị Thanh Dương lão ma đoạt xá, tu vi căn bản không phải mới vào Nguyên Anh kỳ mà đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Hàn mỗ chính là bị thương trên tay hắn và Thiên Hận lão quái, có thể thoát được tính mệnh đúng là may mắn. Không phải Thanh Dương lão ma đã tọa hóa từ trăm năm trước, rồi sao? Với thọ nguyên của hắn, tuyệt đối không thể sống đến hôm nay. Hàm Vân Chi nghe vậy kinh hãi, việc Thanh Dương lão ma tọa hóa, vậy ở trong ma đạo Lục Tông là mọi người đều biết, như thế nào lại như xác chết vùng dậy đột nhiên xuất hiện. Thế gian có vô số bí thuật, 8 phần 10 lão ma này biến mất đã được hơn trăm năm. Chính là đang tu luyện một loại bí thuật nào đó có thể nghịch thiên cải mệnh, từ đó kéo dài tuổi thọ đến hôm nay. Lạc Hồng đứng lên từ mặt đất, không quá ngạc nhiên nói, dù sao hắn đã sớm nhìn thấu tu vi thật sự của Lục Liêm. Loại bí thuật này có hại thiên hòa, xưa nay tệ đoan cực lớn, dễ dàng khiến người vạn kiếp bất phục. Ma tu kia chấp mê bất ngộ như thế, có lẽ là biết được trong La Sát quỷ phủ có vật trợ giúp hắn xóa đi khuyết điểm, lúc này mới không sợ hãi. Diễm Tịnh khẽ cau mày nói, đại sư minh giám,
Hàn Mỗ giấu ở phía sau ba người kia, nghe được không ít chuyện, trong đó bao gồm cả mục đích chuyến đi này của bọn họ. Huyền Sát đã vẫn lạc, chính là vì huyền âm quỷ khí trong minh vực mà đến. Còn Thanh Dương lão ma là vì huyết thần đan trong huyết hải của quỷ phủ ở tầng ngoài cùng. Nghe nói viên thuốc này có thể giúp người ta luyện thành thân thể bất diệt, không biết là thật hay giả. Hàn Lập nói với vẻ mặt ngưng trọng, trong lời nói đều lộ ra hứng thú cực lớn đối với huyết thần đan. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao bất diệt chi thể là đại thần thông độc hữu của yêu tộc. Chỉ là trong yêu tộc luyện thành giải rác không có mấy, đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn lớn lao. Nghe nói công hiệu của huyết thần đan, ngay cả Nguyên Giao không có thân người cũng không khỏi có ý động, chớ nói chi là Hàm Vân Chi và Chân Lan. Chư vị thí chủ không thể bị tham lam mê hoặc, huyết thần đan tuy có thần hiệu, nhưng khuyết điểm càng nặng. Sau khi dùng không chỉ sẽ rơi vào ma đạo, còn có thể biến thành nhục thân khôi lỗi của huyết sát phủ quân, trọn đời không được siêu sinh. Thấy mọi người đối với huyết thần đan đều sinh ra lòng hướng tới, Diễm Tịnh vội vàng cảnh tỉnh. Đối với sự nguy hại của huyết thần đan, trong điển tịch của Lôi Âm Tông ghi lại rất rõ ràng, còn tường tận hơn nhiều so với thi thể xá lợi và quỷ khí huyền âm. Quả thực như thế, Hàn Lập thập phần không dám tin tưởng nói, dù sao đại ma đầu như Thanh Dương lão ma, thật sự không giống là người phạm phải sai lầm cấp thấp này. Dưới tình huống chưa điều tra rõ lợi và hại của huyết thần đan, đã mạo muội tiến vào quỷ phủ tầm bảo. Hắn quay đầu nhìn Lạc Hồng, muốn biết cách nhìn của Lạc sư huynh, đã thấy đối phương hướng về hắn khẽ gật đầu, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Đối với Diễm Tịnh, Lạc Hồng còn có chút tín nhiệm. Hơn nữa theo lẽ thường mà nói, cho dù lúc này tin hắn, nếu sau này mọi người nhận được huyết thần đan, cũng không thể bởi vậy mà giao linh đan cho hắn. Lúc này Diễm Tịnh mở miệng, nhắc nhở, mặc kệ mọi người tin hay không tin, hắn cũng sẽ không được một chút chỗ tốt nào. Cho nên, đại khái đây là lời nói từ lòng Diễm Tịnh, không thể khinh thường. Lần này bất kể là Thanh Dương lão ma chủ quan cũng tốt, hay là hắn có mưu đồ khác cũng được, chúng ta muốn đi ra ngoài, liền không thể thiếu vượt qua huyết hải. Huyết thần đan có thể khiến người ta nhập ma, chúng ta tuyệt đối không thể để Thanh Dương và Thiên Hận có được nó. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc nói, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Hai người kia tất nhiên sẽ giống như trước đó, đánh thức phủ quân âm sát, kéo dài thời gian cho bọn họ. Chân Lan vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, thanh âm của nàng mềm nhũn, lời nói lại làm cho Lạc Hồng cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Lần này cho dù bọn họ có lòng cũng không thể làm được. Tại nơi phong ấn của âm sát phủ quân chỉ có một mảnh thủy tinh màu đen vỡ vụn, dường như âm sát phủ quân kia đã hoàn toàn vẫn lạc. Hàn Lập lại mang đến cho mọi người một tin tức kinh người, phủ quân lại vẫn lạc. Bốn người Lạc Hồng từng chứng kiến thần uy của La Sát phủ quân, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, quả thực bị chấn kinh một phen. Đại sư, dường như nghĩ tới điều gì, Lạc Hồng sợ hãi cả kinh, đột nhiên hô Diễm Tịnh một tiếng. Diễm Tịnh nhìn thấy ánh mắt của Lạc Hồng, lập tức hiểu ra, sắc mặt trở nên xanh mét. Phật môn bí pháp dẫn không nổi đại trận trong minh vực phản ứng, phong ấn chi địa lại không thấy âm sát phủ quân tồn tại, La Sát phủ quân còn chính miệng nói hắn bất diệt. Trong lúc đó, Lạc Hồng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, âm sát phủ quân trốn ra khỏi nơi phong ấn. Phía trên huyết hải, Thanh Dương và Thiên Hận không để ý sóng to gió lớn dưới thân, mỗi người nhìn chằm chằm một bộ huyết giáp khô lâu, không dám vọng động. Hai vị đạo hữu, chủ nhân cho mời, theo chúng ta đi một chuyến vậy. Hai bộ khô lâu huyết giáp ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xin hỏi quý chủ nhân là ai? Mời hai người chúng ta đến đó là có chuyện gì? Thanh Dương lão ma miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cẩn thận hỏi thăm. Chủ nhân nhà ta tên là Huyết Âm, Huyên Huyên, hai vị đạo hữu chắc là chưa từng nghe qua. Chủ nhân có lời mời, tất nhiên là cơ duyên, nhưng không thể để hai vị cự tuyệt. Hai bộ huyết giáp khô lâu này tà dị vô cùng, chỉ cần là người thần trí thanh tỉnh, sẽ không tin tưởng cơ duyên của bọn họ vừa nói. Nhạy bén phát giác được Thanh Dương lão ma truyền đến một ánh mắt nhỏ, Thiên Hận lão quái liền biết đối phương chuẩn bị động thủ. Vừa vặn, hắn cũng tuyệt không muốn gặp mặt chủ nhân hai tà vật này, liền thúc giục pháp lực lặng lẽ hướng tay phải mà đi. Khạc khạc khạc, hai vị đạo hữu hình như muốn luận bàn một phen. Cho các ngươi kiến thức một chút sức mạnh to lớn của chủ nhân cũng tốt. Hai cỗ huyết giáp khô lâu trong nháy mắt liền phát hiện ý đồ của hai người, vừa mới nói xong, huyết quang trên thân liền chợt lóe, xuất thủ trước. Chương 414, âm sát mê tung.
huyết độn thuật. Thấy hai bộ huyết giáp khô lâu đột nhiên biến mất, Thiên Hận lão quái kinh hãi quát. Lập tức, hai đạo cột sáng màu xám bạc đánh ra, đánh gãy độn thuật của đối phương, làm đối phương từ trong hư không ngã ra. Thanh Dương lão ma cũng sớm có chuẩn bị, một quả cầu lửa Thanh Dương ma to bằng cái thớt hội tụ thành hình trên đỉnh đầu hắn, thừa dịp huyết giáp khô lâu độn thuật bị phá, kiếm chỉ điểm một cái. Lúc này, Thanh Dương ma hỏa cầu liền hóa thành một con hỏa điểu màu xanh, vỗ cánh một cái, liền đến hai bộ huyết giáp khô lâu ở gần. Chỉ thấy thanh sắc hỏa điểu hai cánh đột nhiên duỗi dài, sau đó bao vào giữa, liền đem hai bộ huyết giáp khô lâu bao vào bên trong ma diễm. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt hai người đều lóe lên vẻ vui mừng. Uy lực của Thanh Dương ma hỏa, hai người đều hết sức rõ ràng, không khỏi dự đoán cảnh tượng huyết giáp khô lâu bị ma diễm luyện hóa thành tro. Trong lòng Thiên Hận lão quái hô to may mắn, nếu không phải hai cỗ huyết giáp khô lâu này vừa lên đã thi triển huyết độn thuật vừa vặn bị mình xé rách tay không khắc chế, lộ ra sơ hở rõ ràng, chính mình chắc chắn sẽ phải ác chiến một phen. Thanh Dương ma hỏa uy lực không phụ danh tiếng, vừa đem hai cỗ huyết giáp khô lâu bao lại mấy hơi thở, mặt ngoài huyết giáp bắt đầu tan chảy như sáp mật, bộ dạng không bao lâu sẽ hoàn toàn tan rã. Nhưng đúng lúc này, trong một mảnh mây máu trên đỉnh đầu mọi người, đột nhiên có hai tia chớp huyết sắc rơi xuống, rắn chắc chắc bổ vào trên thân hai bộ huyết giáp khô lâu, lại quét sạch Thanh Dương ma hỏa đang cháy hừng hực kia. Điện quang tinh mịn nhảy lên trên người hai bộ huyết giáp khô lâu, chẳng những khiến chúng khôi phục thương thế, mà khí tức cũng trở nên cường thịnh hơn. Biến cố này xảy ra quá nhanh, Thanh Dương và Thiên Hận còn chưa kịp phản ứng, hai bộ huyết giáp khô lâu đã bắt đầu phản công. Chỉ thấy cả hai đồng thời giơ cao cánh tay phải lên cao, tiếp đó mạnh mẽ bổ xuống dưới, lập tức hai lưỡi dao sắc bén màu máu dài hơn một trượng bắn ra. Thanh Dương lão ma vung tay lên, liền đánh ra một tầng hỏa lãng ngăn cản trước người. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, bất kỳ thần thông pháp thuật nào cũng không ngăn được Thanh Dương ma hỏa đốt cháy, trong chớp mắt khi tiếp xúc với sóng lửa sẽ tự động tán loạn. Nhưng không biết đao mang màu máu này là thần thông gì, thoáng cái đã cắt ra sóng lửa do Thanh Dương ma hỏa cấu thành. Lập tức uy năng không giảm chút nào bổ ra linh cháo hộ thân của Thanh Dương lão ma, chém hắn thành hai nửa. Bất quá rất nhanh, hai mảnh tàn thi của Thanh Dương lão ma liền biến mất như bọt biển, vừa rồi bị chém giết chỉ là thế thân do hắn dùng bí thuật tạo ra. Thanh Dương lão ma giờ phút này tuy không việc gì, nhưng sắc mặt đã âm trầm vô cùng, bí thuật bảo mệnh như vậy phải tiêu hao không ít nguyên khí mới có thể thi triển. Bên kia, Thiên Hận lão quái không có ý đồ cứng rắn ngăn cản, sau lưng hiện ra một hư ảnh cự ưng, thân hình hóa thành một đạo độn quang màu bạc, khó khăn lắm mới né được nhận mang màu đỏ. Sau khi lộ ra thân hình, Thiên Hận lão quái vung ra một chảo, còn lấy ba đạo nhận mang màu xám bạc. Đối mặt với thần thông mạnh nhất của Thiên Hận lão quái, hai cỗ huyết giáp khô lâu không tránh không né, pháp quyết trên tay không ngừng, không biết muốn thi triển thần thông gì. Kết quả, tia sáng bạc đâm tới, chém bọn họ thành mấy khúc. Nhưng sau một khắc, chỗ đứt gãy liền duỗi ra vô số tơ máu, quy tụ thân thể tàn phế lại với nhau, chỉ một chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng, phảng phất như tất cả vừa rồi đều là ảo giác. Bất diệt chi thể, Thiên Hận lão quái kinh hô thành tiếng, chiến ý trong nháy mắt giảm đi. Thần thông mạnh nhất của hắn, ở trước mặt huyết giáp khô lâu có bất diệt chi thể, chính là một chuyện cười. Tuy hắn còn có không ít cổ bảo uy lực cường đại, nhưng trong đó cũng không có thể khắc chế bất diệt chi thể, tiếp tục đấu pháp xuống dưới, tất nhiên là bại nhiều thắng ít. Thiên Hận lão quái xuất thân tán tu, biết rõ đạo lý đánh không lại bỏ chạy, mắt thấy tình huống không ổn, liền muốn thi triển độn thuật sở trường của mình bỏ trốn mất dạng. Nhưng trước khi hắn bỏ chạy, hai bộ huyết giáp khô lâu thần thông đã thi triển ra trước một bước. Trong một mảnh tiếng nổ oanh long long, vô số cột máu từ trong biển máu dâng lên, hợp thành một tòa đại trận tràn ngập huyết quang. Đồng. Trái tim Thiên Hận lão quái đập mạnh một cái, hắn chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như sôi trào lên, càng dùng pháp lực áp chế, loại phản ứng này càng mãnh liệt. Không được, nếu cưỡng ép sử dụng độn thuật, nhục thân của ta nhất định sẽ nổ tung. Linh giác mãnh liệt như vậy, ngăn cản động tác thi triển độn thuật của Thiên Hận lão quái. Hai vị đạo hữu, huyết hải luyện tiên trận này có tư vị như thế nào? Hừ, xem ra không cần tiểu bảo bối của ta xuất hiện rồi. Trong biển máu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn bóng đen dày đặc, khiến người ta nhìn mà phát lạnh. Huyết khí trong cơ thể sao động khác thường càng ngày càng kịch liệt, Thiên Hận lão quái còn có thể kiên trì,
Thanh Dương lão ma lại phốc mà nôn ra một búng máu. Thanh Dương lão ma tuy rằng lợi dụng bí thuật khôi phục tu vi trước khi đoạt xá, nhưng tóm lại là không có đánh tốt nội tình, cường độ thân thể còn xa mới bằng trước kia. Cái này vốn không tính là gì, dù sao tu tiên giả xưa nay không chú trọng thân thể, chỉ cần tu vi khôi phục, thời gian lâu dài, cường độ thân thể sẽ bởi vì pháp lực tẩm bổ chậm rãi tăng lên. Nhưng trước mắt, lại thành nhân tố muốn mạng. Nhanh! Nhanh thu thần thông! Ta đáp ứng lời mời là được. Thanh Dương lão ma sắp không kiên trì được, thập phần quả quyết mà xin tha. Không chỉ như vậy, hắn còn khuyên Thiên Hận phía xa đến quái nói. Thiên Hận đạo hữu, chớ do dự nữa, chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, bất luận như thế nào cũng không thoát khỏi cửa ải này. Có thể khiến bộ xương huyết giáp cường đại như vậy được gọi là chủ nhân, vậy đối phương 89/10 chính là chủ huyết hải, phủ quân huyết sát. Mà cửa ra vào La Sát Quỷ Phủ, ngay tại huyết sát phủ quân phong ấn chi địa, cho nên Thiên Hận lão quái tự biết lần này cho dù chạy trốn, cũng chạy không thoát lần sau, liền yên lặng thu hồi kim văn phù lục trong lòng bàn tay. Thôi được, lão phu sẽ đi gặp huyết hải chi chủ. Khạc khạc, các ngươi kháng cự ở phía trước, liền phải chịu chút khổ sở. Trồng lên huyết điệt, nếu không sẽ chết. Bên trái, một bộ khô lâu huyết giáp cong ngón búng ra, lớn cỡ hai ngón tay, da ngăm đen, vặn vẹo không ngừng, huyết điệt lần lượt bay vụt về phía hai người. Thấy hắn hướng cổ mình mà đến, Thanh Dương lão ma hơi ngẩng đầu, chủ động lộ ra cổ. Tuy Thiên Hận lão quái nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không phản kháng. Sau khi hai con huyết điệt cắn vào cổ hai người, cũng không có cảm giác đau đớn gì, ngoại trừ cảm giác mềm mại, phảng phất như không tồn tại. Sau đó, hai khô lâu huyết giáp không thi triển thủ đoạn cấm chế nào khác, thần niệm vừa động, liền tán đi đại trận. Không cách nào đo lường lượng máu loãng rơi xuống trở về huyết hải, phát ra động tĩnh giống như sóng to gió lớn vỗ bờ. Không chỉ có hai người, những người còn lại ở đâu? Chắc là ở phía sau, ít ngày nữa sẽ đến huyết hải. Thanh Dương lão ma không có một tia do dự, trực tiếp đem đám người Lạc Hồng bán sạch. Tu vi so với hai người các ngươi thì thế nào? Có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không? Không có, chính là 5 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và 2 tiểu bối kết đan. Thanh Dương lão ma ngay cả huyền sát cũng đều ở bên trong, thành thật đáp lại. Nguyên Anh sơ kỳ đối với chủ nhân vô dụng, phải đi hỏi ý của chủ nhân. Hai bộ xương khô mặc huyết giáp tự nói một phen, sau đó liền mời Thanh Dương và Thiên Hận đi về phía tế đàn. Minh vực, nơi phong ấn, nhóm Lạc Hồng đứng ở trung ương cột đá màu vàng, thần sắc khẩn trương nhìn Diễm Tịnh sờ tới sờ lui trên cột đá. Qua một hồi lâu, Diễm Tịnh đột nhiên nặng nề thở dài, trong ánh mắt khó nén ưu sắc nói. Tuy rằng bị ăn mòn cực kỳ lợi hại, nhưng Bần Tăng có thể xác định những cột đá này vốn là dùng để bố trí. Bộ cấm chế Phật môn cổ này có thể nhốt yêu ma trong một không gian loại nhỏ, nếu không có ngoại lực thì tuyệt đối khó phá bỏ. Nhưng bây giờ lại bị phá, hơn nữa từ dấu vết lưu lại xem là từ bên trong dùng bạo lực phá trừ. Lạc Hồng không thông với cấm pháp Phật môn, nhưng chỉ dùng kiểm tra thân thể phân tích dấu vết hiện trường một vòng, liền có thể não bổ tình hình lúc phá cấm. Không hề nghi ngờ, đó là một hồi nổ lớn không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào. Tự bạo phá cấm chế, cũng là đủ liều mạng. Tuy nói âm sát phủ quân vốn là từ minh vực mà sinh, cho nên chỉ cần minh vực còn, vô luận như thế nào hắn đều có thể phục sinh. Nhưng nếu chết như tự bạo, âm sát phủ quân sau khi trùng sinh sẽ không còn ký ức trước kia, tương đương với bị giết chết ở cấp độ nhân cách. Không có đạo lý a, tính tình quỷ vật sao lại cương liệt như vậy. Không tiếc bỏ mình, cũng muốn bài trừ cấm chế. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm chậm rãi lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, việc này tuyệt không đơn giản như vậy. Khá lắm, Hàn lão ma đã nói như vậy, vậy khẳng định là có kỳ quặc. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu, lập tức tỉnh táo phân tích, hiện tại cơ bản có thể kết luận, âm sát phủ quân đã tự bạo cấm chế. Cứ như vậy, hướng đi của hắn vô cùng mấu chốt. Lấy tính tình yêu quỷ, bọn họ chính là tình nguyện chết, cũng sẽ không nguyện ý làm áo cưới cho người khác. Cho nên, Lạc Mỗ cho rằng âm sát phủ quân chưa chắc sẽ chết vì tự bạo, hoặc là lưu lại một chuẩn bị ở trước phong ấn, để cho hắn có thể tự bạo sống lại, bảo trụ trí nhớ của mình. Nếu là cái trước, hắn hẳn là một mực ẩn nấp ở minh vực dưỡng thương, nhưng dấu vết trên cột đá rất là xa xưa. Nơi đây đối với hắn lại được trời ưu ái, thương thế nặng hơn nữa, cho đến ngày nay cũng nên khỏi hẳn. Dọc theo đường đi,
chúng ta cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Nếu âm sát phủ quân ở đây, tất nhiên đã sớm lộ diện. Chắc hẳn vị phủ quân này cũng không ở trong Minh vực. Cũng không phải ở Minh vực, vị phủ quân này sẽ đi đâu đây? Vô luận tu vi của âm sát phủ quân lúc trước cao bao nhiêu, tự bạo cũng không có khả năng một chút sự tình không có. Nếu không ở Minh vực, thương thế của hắn làm sao có thể khôi phục, dù sao trong quỷ phủ tam địa, chỉ có Minh vực mới có âm khí. Nguyên Giao thân là quỷ tu, tự nhiên hiểu rõ quỷ vật. Sau khi quỷ vật trọng thương, nếu như không có âm khí bổ sung, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, cho đến khi chết. Đây chính là chuẩn bị ở sau của hắn. Hàn Lập sờ cằm lẩm bẩm nói. Bần tăng đột nhiên nhớ tới một đoạn ghi chép liên quan tới ba vị phủ quân, có lẽ có thể giúp Lạc thí chủ nhìn ra mê cục. Diễm Tịnh chắp hai tay trước ngực, chậm rãi nói. Đại sư có chuyện gì thì cứ nói mau, hiện tại chúng ta không trì hoãn được nữa. Đối với tính tình chậm rãi của Diễm Tịnh, Lạc Hồng quả thực có chút không nói nên lời, không khỏi thúc giục hắn nói. Nghe nói, giữa ba vị phủ quân cũng không hòa thuận. Chắc hẳn chư vị thí chủ đều đã nhìn ra, La Sát quỷ phủ chính là do sinh linh sau khi chết để lại vật còn sót lại hình thành. Huyết khí tràn ra thành huyết hải, âm khí hội tụ thành minh vực, thân thể chồng chất thành núi thây. Ba thứ này vốn là một thể, nếu có thể hợp lại làm một, nhất định sẽ khiến cho bất kỳ một vị phủ quân nào tu vi tăng nhiều. Chính bởi vậy vượt qua một đại cảnh giới đều là cực kỳ có khả năng. Cho nên, từ khi ba vị phủ quân ra đời, chưa bao giờ bình tĩnh lại ý niệm cắn nuốt hai vị khác. Mà một, khi bị cắn nuốt chính là ngã xuống thật sự, tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống lại. Diễm Tịnh dùng ngữ khí bình thản, nói ra chân tướng giữa ba vị phủ quân. Lạc Hồng nghe xong, liền sáng tỏ thông suốt, hiểu rõ kẻ địch mà bọn họ muốn đối phó. Xem ra trước khi tiến vào huyết hải này, chúng ta cần phải lên kế hoạch thật tốt. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 415, Huyết âm dụ. Huyết hải, phân hải chi địa. Thanh Dương và Thiên Hận bị hai bộ huyết giáp khô lâu dẫn dắt, một đường không gặp phải chút phiền toái nào, đã tới tế đàn. Khi hai người nhìn thấy huyết âm trên mặt mang ý cười của tế đàn, trái tim lập tức chìm xuống đáy cốc. Khanh khách, một ma tu, một tán tu chấp vá lung tung, truyền thừa của đám lừa chọc bên ngoài không phải là đoạn tuyệt rồi chứ. Huyết âm khẽ cười một tiếng, ẩn giấu hận ý nói. Chủ nhân, trừ hai người này ra, trong quỷ phủ còn có một nhóm tu sĩ. Chỉ là, tu vi của những tu sĩ này cao nhất chỉ là nguyên anh sơ kỳ, khó có thể sử dụng được. Hai bộ xương khô nửa quỳ trên mặt đất, cung kính báo cáo với huyết âm. Nói rõ ràng là thật, xem ra các ngươi và nhóm tu sĩ kia không phải cùng một đường. Huyết âm không biết dùng loại thủ đoạn nào, xác nhận lời nói của Thanh Dương lão ma là thật hay giả, cười như không cười nói. Tuy có cử chỉ phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn nhận rõ thế cục, điều này rất thông minh. Bản phủ quân muốn tìm người thông minh hợp tác. Tiền bối là thượng cổ đại năng, vãn bối tu vi thấp kém, không biết tiền bối mời chúng ta đến đây, đến tột cùng là vì chuyện gì. Tuy rằng bản thân Thiên Hận lão quái bị cấm chế, nhưng ngạo khí vẫn không giảm, lưng ưỡn thẳng tắp nói. Đương nhiên, hắn dám làm như vậy, chính là nhìn thấu vị phủ quân trước mắt này, không cách nào tự mình uy hiếp được hắn. Khanh khách, bản phủ quân chỉ muốn tặng hai người các ngươi một phen cơ duyên mà thôi. Nhìn xem, vật này chắc hẳn các ngươi đều nhận ra. Đối với cử động vô lễ của Thiên Hận lão quái, huyết âm không ngần ngại cười một tiếng, lập tức ngón tay vẩy một cái. Hai viên đan hoàn màu đỏ liền từ hai đoàn huyết quang trống rỗng xuất hiện hội tụ mà ra. Huyết thần đơn. Thanh Dương lão ma con mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào viên đan dược chỉ to bằng nắm tay trẻ con, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, phảng phất như thấy được tuyệt thế bảo vật. Thiên Hận lão quái cũng không khỏi liếm liếm môi, trong lúc nhất thời trong lòng khô nóng khó nhịn. Không sai, chính là đan dược này. Huyết thần đan do tinh hoa biển máu của ta ngưng tụ thành, cho dù trong tay bổn phủ quân cũng chỉ có hai viên này. Tranh khách, bản phủ quân đã có duyên với hai vị, vậy thì tặng cho hai vị. Huyết âm dứt lời, thật sự nhẹ nhàng vung tay lên, làm cho hai viên huyết thần đan này bay tới trước mặt hai người. Chuyện này, phủ quân đại lễ như vậy, ta và Thiên Hận đạo hữu làm sao có thể chịu nổi. Thanh Dương lão ma theo bản năng muốn đưa tay ra đón, nhưng thần sắc biến hóa một lúc, cuối cùng vẫn buông tay xuống,
tràn đầy đề phòng nói: "Khanh khách, nhìn dáng vẻ của các ngươi, chắc là biết được thần hiệu của huyết thần đan, nhưng hai người các ngươi có biết phục dụng viên thuốc này kiêng kỵ không?" Huyết Âm không giận mà còn cười, thần sắc xê dịch địa đạo: "Nghe nói huyết thần đan chính là vật thiết yếu để tu luyện vô tướng huyết thần công, luyện thành thần công này, liền có thể đạt được đại thần thông tích huyết trùng sinh. Mà nếu chỉ luyện hóa huyết thần đan, vậy cũng chỉ có thể luyện thành bất diệt chi thể. Về phần chỗ kiêng kỵ khi phục dụng đan này, lão phu cũng không biết. Có lẽ Thanh Dương đạo hữu sẽ biết một chút." Thiên Hận lão quái nói xong liền xoay ưng nhãn, nhìn chăm chú về phía Thanh Dương lão ma vẻ mặt rối rắm. Thiên Hận đạo hữu đánh giá cao Lục Mỗ rồi, trong sách cổ ta xem qua cũng chỉ ghi lại diệu dụng của huyết thần đan, cũng không nói điều gì cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao, trên đời này có mấy người thực sự dùng qua huyết thần đan? Thanh Dương lão ma lắc đầu, bộ dáng không biết gì. "Khanh khách, vậy hôm nay bổn phủ quân sẽ cho các ngươi biết." Vừa dứt lời, Huyết Âm đột nhiên tung ra một chưởng, một cỗ lực lượng vô hình lại không gây ra cảm ứng của đại trận phong ấn, trực tiếp giáng xuống trên huyết thần đan. Chỉ thấy, mặt ngoài đan dược không ngừng tràn ra dược lực, bị cỗ lực lượng vô hình này cuốn một cái, lúc này hóa thành hai đạo gió nhẹ, thổi đến mu bàn tay hai người. Ê! Thanh Dương cùng Thiên Hận đồng thời dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, một cỗ ngứa ngáy từ trong xương cốt lộ ra, khiến hai lão quái vật sống gần ngàn năm cũng khó có thể chịu được. Chỉ một lát sau, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu chỉ ngứa thì cũng thôi, nhưng hai người lập tức thấy da thịt tay phải của mình kịch liệt quay cuồng, phảng phất dưới da có ngàn vạn con sâu bọ đang điên cuồng tranh nhau ăn. Ngay sau đó, trên mu bàn tay của Thiên Hận mở ra một con mắt, nhưng còn không đợi nó nhìn thế giới này một cái, từng cái xúc tu do cơ bắp tạo thành đã đem nó chìm vào trong lòng bàn tay. Thanh Dương bên này càng thêm đáng sợ, toàn bộ bàn tay phải không bị khống chế ngược lại, mở ra cái miệng to như chậu máu do răng bén nhọn lộn xộn tạo thành, muốn gặm ăn cánh tay Thanh Dương. Ngay lúc nó định mở miệng, trong miệng hai bộ khô lâu huyết giáp kia liền bắn ra một cột sáng màu máu, bao bàn tay hai người vào trong đó. Nhất thời dị biến kinh người kia ngừng lại. Nếu không có công pháp hỗ trợ, dùng huyết thần đan, trong khoảnh khắc sẽ nhập ma, biến thành quái vật người không ra người quỷ. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hai người Thiên Hận, Huyết Âm rất là hài lòng nói: "Hiển nhiên tiền bối có lòng tương trợ, không biết chúng ta cần trả giá như thế nào." Thiên Hận lão quái hoạt động hữu trưởng, cau mày nói: "Nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái. Hai huyết bộc của bổn phủ quân liền tu luyện vô tướng huyết thần công, giúp hai người các ngươi luyện hóa huyết thần đan, luyện thành bất diệt chi thể, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà điều bản phủ quân muốn..." Nói đến đây, thần sắc Huyết Âm đột nhiên dữ tợn, bàn tay phải hung hăng vỗ về phía trước, nện vào trên một màn sáng màu vàng trống rỗng xuất hiện. Bàn tay Huyết Âm tiếp xúc với màn sáng màu vàng, liền phát ra thanh âm xì xì cháy bỏng. Một hơi thở sau, bàn tay Huyết Âm liền cháy đen một mảnh, da thịt xoay tròn, nhưng hắn không lộ ra một tia thống khổ, mà tức giận nói: "Bản phủ quân muốn chạy ra khỏi phong ấn này. Phong ấn nơi đây chính là do Phật tu thượng cổ lưu lại, bằng vào thần thông của chúng ta, đối với nó bất lực, sợ là tiền bối tìm nhầm người rồi." Không biết vì sao, Thiên Hận lão quái lại không để ý đến nguy hiểm chọc giận Huyết Âm, cực lực muốn từ chối việc này. "Khanh khách, hai vị không cần lo lắng việc này, bản phủ quân trải qua mấy vạn năm dốc lòng lo lắng, sớm đã nghĩ ra phương pháp phá trận. Nhưng phương pháp này cần mượn lực lượng của huyết hải, bản phủ quân ở trong phong ấn, điều động huyết hải bị hạn chế rất lớn, lúc này mới cần các ngươi tương trợ. Sau khi hai người các ngươi luyện hóa huyết thần đan, liền sinh ra liên hệ với huyết hải, đến lúc đó lại mượn nhờ đại trận, hợp lực với hai tên huyết bộc bản phủ quân là có thể điều động toàn bộ lực lượng huyết hải, một lần hành động phá tan cấm chế phong ấn." Huyết quang trên bàn tay Huyết Âm lóe lên, vừa rồi thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặt hắn mang theo vẻ hưng phấn nói kế sách phá trận, phảng phất nhìn thấu hai người lo lắng nói: "Bản phủ quân biết các ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ bản phủ quân phá phong rồi từ bỏ việc giết lừa, hại các ngươi. Nhưng chờ các ngươi chính thức luyện hóa huyết thần đan, sẽ hiểu được, lo lắng như vậy hoàn toàn không cần thiết. Một khi luyện hóa huyết thần đan, các ngươi sẽ trở thành một phần của biển máu, bản phủ quân chắc chắn sẽ thu các ngươi làm đệ tử, truyền thụ đạo hóa thần." Chương 416: Thiên Hận nuốt hận. "Thanh Dương đạo hữu, ý của ngươi thế nào?" Thiên Hận lão quái đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, hỏi ý kiến của Thanh Dương lão ma.
Điều này không khỏi làm cho Thanh Dương lão ma rất kinh ngạc, tồn tại như hắn làm sao hỏi thăm người khác, còn không phải là tự mình quyết định liền làm sao. Lập tức nghĩ lại, hắn liền hiểu được hàm nghĩa ẩn trong lời nói của Thiên Hận, thở dài một tiếng cười khổ nói, Lục Mỗ hổ thẹn, nhưng lại không thể bỏ qua thân thể này. Thanh Dương lão ma đã đoạt xá một lần, dựa theo pháp tắc đoạt xá, nếu như hắn tổn thất thân thể trước mắt này, Nguyên Anh nhất định sẽ tiêu tán trong vòng mấy năm. Cho dù dùng phương pháp đặc thù bảo tồn Nguyên Anh, đó cũng chỉ là giày vò, còn không bằng trực tiếp giải binh cho thống khoái. Thiên Hận thần sắc cổ quái nhìn Thanh Dương lão ma một hồi, sau đó không nói nhảm gì kích. Hoạt kim văn phù lục giấu trong tay áo. Chỉ thấy phù văn màu vàng trên phù lục đại phóng linh quang, tuôn ra từng cỗ lực lượng huyền diệu. Hút huyết khí tràn ngập trong huyết hải, chỉ trong nháy mắt đã bày ra mấy tầng vòng bảo hộ huyết sắc quanh thân Thiên Hận lão quái. Khanh khách, đạo hữu đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn luyện bất diệt chi thể sao? Thần thông của hai huyết phó bản phủ quân ngươi cũng đã thấy qua, chẳng lẽ ngươi không muốn có một chút nào sao? Huyết âm tươi cười cứng ngắc nhìn chằm chằm Thiên Hận lão quái, tựa hồ cố nén tức giận nói. Hừ, bất diệt chi thể tuy tốt, nhưng lão phu càng không muốn làm bất cứ khôi lỗi gì. Cho dù tiền bối có tu vi cao ngút trời cũng không thể làm chủ nhân của lão phu. Khi huyết âm nói đến kế sách thoát khốn, Thiên Hận lão quái đã thưởng thức ra chuyện đối phương vẫn luôn tránh né không nói. Nhược điểm của huyết thần đan chỉ sợ không chỉ sau khi dùng sẽ nhập ma, hơn nữa còn có thể giống như hai bộ huyết giáp khô lâu kia, tâm trí bị đoạt, biến thành con rối của huyết âm. Đối với Thiên Hận lão quái xưa nay phụng hành tiêu dao tự tại, khoái ý ân cừu tiên đạo mà nói, tuyệt đối không thể chấp nhận. Như vậy, lựa chọn duy nhất chính là ra sức đánh cược một lần. Hắn cam nguyện bị gieo huyết điệt, nhưng không có nghĩa là hắn khuất phục. Dám bất kính với chủ nhân, tội đáng chết vạn lần. Trong hốc mắt bộ khô lâu huyết giáp đã gieo xuống hai người, huyết mang lóe lên, thúc giục cấm chế. Con huyết điệt bám vào cổ Thiên Hận, lúc này hưng phấn kêu lên, vặn vẹo thân hình to mọng, muốn tiến vào trong cơ thể Thiên Hận, biến hắn thành một con rối máu thịt. Nhưng mà, huyết điệt vốn dễ dàng chui vào thân thể Thiên Hận, lại chỉ có thể vặn vẹo thân thể bên ngoài cơ thể. Giờ phút này, làn da của Thiên Hận lão quái trần trụi lại biến thành kim quang chói mắt, bộ dáng tựa như Phật thân. Giật cổ huyết điệt xuống, Thiên Hận lão quái hừ lạnh một tiếng, liền đem hắn bóp chết, ném tại dưới chân bộ huyết giáp khô lâu kia. Sau một khắc, trên người Thiên Hận lão quái bộc phát ra khí tức pháp lực mãnh liệt, một bóng người cao chừng 10 trượng, dùng kim quang hội tụ thành dần dần từ hư hóa thực, thân hình càng thêm rõ ràng. Pháp tướng Phật Môn, mau ngăn cản hắn. Huyết âm luôn luôn gió nhẹ mây nhạt nháy mắt luống cuống, hơi có chút hổn hển quát. Vâng, thưa chủ nhân. Hai cỗ huyết giáp khô lâu đáp ứng đơn giản, đồng thời giơ lên cánh tay phải hung hăng vung xuống, hai đạo huyết ảnh trảm thần thông xông thẳng tới Thiên Hận lão quái. Mà Thiên Hận tựa hồ đối với hộ thân huyết cháo thập phần có lòng tin, lần này lại không né tránh, tiếp tục ngưng tụ pháp tướng. Huyết sắc nhận mang cùng huyết cháo chạm vào nhau, lúc này phát ra âm thanh rít gào bén nhọn, hoàn toàn không còn giống như cắt đậu hủ lúc trước, làm cho Thanh Dương lão ma sử dụng uy thế của bí thuật hao tổn nguyên khí. Rằng co mấy hơi, huyết cháo vẫn bị phá vỡ, bất quá uy năng của hai đạo huyết xác nhận, mang cũng đã hao hết. Nhưng đây chỉ là tầng thứ nhất, giống như là huyết cháo, quanh người Thiên Hận lão quái còn có 6 tầng. Không chỉ như vậy, tầng thứ nhất huyết cháo sau khi bị phá, chỉ thấy trên phù lục kim văn lóe lên, một tầng huyết cháo giống trước như đúc lại hiện ra. Rất hiển nhiên, nếu thi triển không ra đại thần thông có thể phá hủy 7 tầng huyết cháo. Trước khi uy năng của kim văn linh phù hao hết, hai cỗ huyết giáp khô lâu này đều không thể đả thương được Thiên Hận lão quái. Mắt thấy uy năng của nhiếp nguyên phù còn hơn dự đoán của mình, Thiên Hận tin tưởng tăng mạnh, tâm cảnh biến hóa, tốc độ ngưng tụ pháp tướng cũng nhanh hơn một phần. Nhiếp nguyên phù chính là bảo vật Thiên Hận lão quái đoạt được trong một lần cơ duyên quan trọng nhất trong đời. Phù lục này thần diệu ở chỗ có thể trực tiếp thu lấy thiên địa linh khí, ngưng kết vòng bảo hộ, linh khí trong hoàn cảnh càng nồng đậm, thuộc tính càng đơn nhất, uy lực của nó càng mạnh. Mặc dù trong huyết hải không có ngũ hành linh khí thông thường, nhưng huyết khí vốn là biến chủng của linh khí. Nhưng mà trộn lẫn rất nhiều tạp chất, tu tiên giả tự nhiên là không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng nhiếp nguyên phù là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa hoàn cảnh huyết khí trong huyết hải như thế nào, tất nhiên là không cần nhiều lời, uy lực của nhiếp nguyên phù phát huy gần như gấp đôi tình huống bình thường. Một chiêu không thành,
Huyết Giáp Khô Lâu lại liên tiếp thi triển nhiều loại thủ đoạn công kích, nhưng tối đa cũng chỉ đánh vỡ 3 tầng huyết cháo, khoảng cách đánh vỡ 7 tầng huyết cháo còn kém rất xa. Lúc này, Thiên Hận đã ngưng tụ pháp tướng thành hình, chỉ thấy một kim thân pháp tướng cao gần 10 trượng, khuôn mặt mơ hồ, nhưng rõ ràng là Giận Tướng, uy phong lẫm liệt đứng ở phía sau Thiên Hận. Nộ Mục Kim Cương, đạo hữu lại có thể học được bí truyền Phật môn như vậy. Thanh Dương lão ma kinh ngạc hô lên, tựa hồ cũng không vui khi thấy cảnh này. Thú gia Phật họa trong tay đạo hữu, chẳng lẽ ngay từ đầu chính là bộ dạng lột da ác quỷ? Thiên Hận lão quái mang theo thâm ý liếc nhìn Thanh Dương lão ma một cái, lập tức trên tay biến đổi pháp quyết. Đông một tiếng, hai chân Nộ Mục Kim Cương pháp tướng chia ra đứng thẳng, im lặng cúi xuống, chống song trưởng màu vàng to lớn lên tế đàn. Lập tức, cấm pháp phong ấn Phật môn trong tế đàn phản ứng lại, một màng sáng giống như chuông đồng hiện ra, tiếp theo kim diễm chói mắt của Phật môn từ trong màng sáng mãnh liệt tuôn ra. A, ngăn hắn lại, mau ngăn cản hắn. Huyết Âm bị kim diễm bao phủ, lúc này khàn cả giọng kêu thảm thiết, hiển nhiên kim diễm này chính là khắc tinh của gã. Đạo mệnh lệnh này không chỉ là cấp cho hai bộ Huyết Giáp Khô Lâu, mà còn cấp cho Thanh Dương lão ma. Chợt nghe vậy, ánh mắt Thanh Dương lão ma liền di chuyển trên người Huyết Âm cùng Thiên Hận, tựa hồ đang rối rắm lo lắng một số chuyện. Hay cho một cái Thiên Hận, nguyên lai mấy trăm năm qua, cử động quái đản cùng tính, cách có thủ tất báo của hắn, đều là cố ý giả vờ. Chính là vì tụ tập ý niệm sợ hãi của chúng sinh, luyện liền Nộ Mục Kim Cương, lòng dạ thật sâu. Sau khi xoắn suýt, Thanh Dương lão ma cũng không khỏi tán thưởng trong lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định ra tay với hắn. Song trưởng đẩy ra, một quả cầu lửa Thanh Dương ma gào thét lao ra. Bất quá cho dù là Thanh Dương ma hỏa, cũng không cách nào bài trừ mấy tầng huyết cháo, chỉ có thể tiêu hao Nhiếp Nguyên Phù một chút uy năng. Cứ theo đà này, Thanh Dương lão ma và hai bộ Huyết Giáp Khô Lâu điên cuồng công kích, cũng không thể nào tiêu hao hết uy năng của Nhiếp Nguyên Phù trước khi Huyết Âm bị đại trận luyện hóa. Ngoài ra, kim thân pháp tướng cũng không phải là thực thể, nói cách khác ba người không thể thông qua phương thức tiêu diệt pháp tướng, ngăn cản Thiên Hận lão quái. Vì thế, Thiên Hận lão quái thành công ở dưới tình huống quần địch vây quanh, đứng ở thế bất bại. Muốn từ Quỷ Phủ La Sát ra ngoài, nơi phong ấn của Huyết Sát Phủ Quân nhất định phải xông lên một lần, lúc bị bức bách gieo cấm chế, Thiên Hận lão quái liền có ý niệm mượn nhờ đại trận diệt ma. Tán tu chưa bao giờ thiếu dũng khí liều mạng một lần. Lấy thế cục hiện tại, xem ra hắn đã liều thắng. Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết của Huyết Âm trong kim diễm bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó là tiếng cười khanh khách thập phần có đặc điểm kia của hắn. Sau một khắc, âm thanh ầm ầm như thịt tươi dính vào trên thiết bản truyền đến, Huyết Âm cơ hồ bị đốt cháy thành than, chủ động dán lên trên màng sáng màu vàng. Thiên Hận lão quái còn chưa rõ Huyết Âm đang phát thần kinh cái gì, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Chỉ thấy trên đỉnh đầu không biết khi nào bay tới một mảng lớn huyết vân, từng đạo huyết hồng thiểm điện ở trong đám mây hiển hiện, là thần thông lôi điện kia. Thiên Hận lão quái trong lòng run sợ, tuy rằng tia chớp trong mây chưa rơi xuống, nhưng một tia cảm giác không ổn cũng đã xông lên trong lòng. Thì ra huyết lôi kia là thần thông của phủ quân, tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy có 7 tầng huyết cháo hộ thể, nhưng Thiên Hận lão quái vẫn không dám coi thường thần thông của một vị phủ quân. Đầu tiên là tế ra kim ngọc hoàn, đem nó biến hóa thành kích thước tương đương với người, bảo vệ bản thân. Lại từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện đạo bào dường như sử dụng tơ tằm chế thành, khoác lên trên người. Thấy Thiên Hận lão quái chuẩn bị đầy đủ, thần sắc Huyết Âm không có một tia cải biến, nhẹ nhàng phun ra một chữ, đời. Nương theo một tiếng vang ầm ầm thật lớn, trong mây lóe lên huyết quang chói mắt, 9 đạo huyết điện lóe sáng hung hăng đánh xuống, lóe lên tức thì, chia làm 3 đợt đến đỉnh đầu Thiên Hận lão quái. 3 đợt tia chớp này nhiều hơn đợt trước, đợt sau thô to hơn đợt trước. 2 tia huyết sắc thiểm điện, một hơi bổ ra 3 tầng huyết cháo, 3 đợt huyết sắc thiểm điện thứ 2 lập tức bay đến, càng đem tầng huyết cháo thứ 4 cuối, cùng nhất quét sạch, đánh thẳng tới trên kim ngọc hoàn. Thiên Hận lão quái lập tức liền nghe được tiếng gào thét của kim ngọc hoàn, hắn nháy mắt ý thức được, 4 đạo tia chớp màu đỏ thô to như mãng xà cuối cùng, mình vô luận như thế nào cũng không tiếp được. Trong lúc nguy cấp, sắc mặt Thiên Hận lão quái trắng nhợt, chợt lướt ngang ra hơn 10 trượng. Nhưng mà, 4 con huyết mãng kia cũng theo đó chuyển động, giống như phong tỏa khí tức của Thiên Hận lão quái, mạnh mẽ bổ tới. Đang muốn thi triển thủ đoạn đào thoát,
Thiên Hận lão quái trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ, lập tức đã bị huyết điện bổ trúng. Khi thân thể cháy đen của Thiên Hận lão quái chậm rãi ngã xuống đất, nộ mục kim cương pháp tướng hắn gọi ra cũng tán loạn biến mất. Kim diễm trong quang màng màu vàng lập tức tán đi, thân thể như huyết âm hỏa than bay nhanh ra thịt mềm, mấy tức sau liền khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ bị kim diễm toan nung đốt lâu như vậy, cũng không bị thương nghiêm trọng. Bất quá, Thanh Dương lão ma nhạy cảm chú ý tới, hai mắt của huyết âm đen nhánh thoáng ảm đạm đi một ít, mây đen cuồn cuộn trong đó, cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Âm thầm giấu vui mừng trong lòng, Thanh Dương lão ma chắp tay nói, phủ quân cố ý lưu lại người này một mạng, nhưng mà còn muốn mượn lực của hắn để phá trận. Tu sĩ này của ngươi rất thức thời. Không tệ, không có tu vi nguyên anh trung kỳ, cho dù luyện hóa huyết thần đan cũng không thể tác động lực lượng huyết hải, cho nên bản phủ quân không có lựa chọn nào khác. Bởi vì lão ma Phương Thanh Dương ra tay với Thiên Hận lão quái, huyết âm dường như tín nhiệm lão một chút, lên tiếng giải thích. Vậy, chuyện huyết bộc là thật? Thanh Dương lão ma thần tình dãy dụa hỏi. Khanh khách, ngươi cứ nói đi. Huyết âm quỷ dị nhìn chằm chằm Thanh Dương lão ma đạo. Hô, cho dù là thật cũng không ngại, lục mũ không ngại làm người hầu của phủ quân. Thanh Dương lão ma nặng nề thở ra một hơi, mãnh liệt ngẩng đầu nói. Ha ha, tu sĩ nhân tộc các ngươi đúng là thú vị. Đã có người tình nguyện liều mạng cũng không muốn làm nô lệ, cũng có người vì mạng sống cam nguyện làm nô như ngươi. Đợi bổn phủ quân quân lâm thiên hạ, cũng phải hảo hảo quản giáo một phen. Huyết âm cười to qua đi, vẻ mặt bỗng nhiên ngưng tụ, hai viên huyết thần đan lơ lửng ở không trung vèo bay vào trong miệng Thanh Dương và Thiên Hận. Lập tức, hai cỗ huyết giáp khô lâu lại phun ra quang trụ huyết sắc, đem hai người bao vào trong. Mặc dù có công pháp hỗ trợ, sau khi nuốt huyết thần đan, thân thể hai người vẫn xuất hiện dấu hiệu sao động. Bao phòng giống như chuột con, ở dưới túi da của hai người tán loạn. Cảnh tượng này người thường nhìn thấy có thể bị dọa ngất đi, nhưng với tâm tính của Thanh Dương lão ma, lông mày chỉ khẽ nhíu, không quan tâm đến nó. Thiên Hận lão quái đang trọng thương hôn mê cũng theo bản năng luyện hóa huyết thần đan, dù sao với thương thế hiện tại của hắn, luyện hóa huyết thần đan là cơ hội sống sót. Duy nhất, có lẽ là bởi vì có vô tướng huyết thần công tương trợ, toàn bộ quá trình luyện hóa không dài, chỉ tốn mấy canh giờ. Thanh Dương lão ma vừa mở mắt, liền cảm nhận được lực lượng khí huyết khổng lồ trong cơ thể. Hung quang lóe lên trong mắt hắn, tay phải biến thành đao, chém đứt cánh tay trái của mình. Kết quả còn không đợi thi triển bất kỳ thần thông chữa thương nào, đông đảo tơ máu liền từ chỗ đứt tuôn ra, nối liền tay cụt đột nhiên rút về. Vết thương cụt tay cứ như vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Dương lão ma nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên, ngay sau đó dáng tươi cười cứng đờ, đột nhiên quỳ xuống nói, chủ nhân, hôm nay xin mời tận tình sai khiến lục mỗ. Rất tốt, mang theo cái tên không thức thời này, đi trận nhãn của huyết hải đại trận đi. Huyết âm ra lệnh một tiếng, Thiên Hận lão quái trần truồng vẻ mặt đờ đẫn đi bên cạnh Thanh Dương lão ma. Đánh mất thần trí chính là hậu quả của việc bị cưỡng ép luyện hóa huyết thần đan. Bởi vì không có thần trí khôi lỗi thì không thể sử dụng đại trận, cho nên huyết âm mới đi lên lừa gạt, hy vọng bọn họ chủ động nuốt huyết thần đan. Nhưng chỉ một người đánh mất thần trí thì huyết âm còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thanh Dương lão ma cung kính vâng lời, liền mang theo Thiên Hận lão quái giống như con rối, độn vào sâu trong biển máu. Các ngươi cũng đi chuẩn bị đi, nếu là một nhóm tu sĩ nhân tộc khác vướng bận, các ngươi liền ra tay giết bọn họ. Đưa mắt nhìn hai người Thanh Dương đi xa, huyết âm thần sắc nghiêm nghị nói với hai bộ huyết giáp khô lâu. Vâng, thưa chủ nhân. Huyết giáp khô lâu không hề bất ngờ đáp lại nói. Đợi tất cả mọi người rời đi, huyết âm song quyền nắm chặt, kích động nỉ non nói, nhanh thôi. Nhanh thôi, đợi ta thoát khỏi phong ấn, lại đi nuốt La Sát, ta chính là quỷ phủ chi chủ, nhân giới chi chủ. Ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng, dưới sự dẫn dắt của lực lượng vô hình, một cái tế đàn làm trung tâm, bao gồm toàn bộ vòng xoáy khổng lồ trong biển máu dần dần thành hình. Ở cách Thanh Dương cùng Thiên Hận gặp phải huyết giáp khô lâu không xa, thân ảnh Lạc Hồng cùng Hàn Lập hiện ra, vừa vặn nhìn thấy huyết hải đang phát sinh biến hóa kinh thiên. Hay cho một tòa đại trận, Hàn sư đệ, tình hình trước mắt hiển nhiên thích hợp cho chúng ta thảo luận ra phương án thứ 6. He he, làm việc đi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 417,
chia binh hai đường. Vòi xoáy siêu cấp khuấy động toàn bộ biển máu đang dần dần tiêu diệt đại trận phong ấn. Âm sát phủ quân huyết âm, hoặc là nói có được ký ức của huyết sát phủ quân, cực lực áp chế tâm tình kích động chờ đợi thời điểm phá phong. La sát, ngươi tuyệt đối không ngờ được, cuối cùng âm sát ta sẽ thành tựu đại nghiệp. Khanh khách, cái này cũng nhờ ngươi lúc trước hùng hổ bức bách, nếu không phải như thế, huyết sát cũng sẽ không cùng ta hạ cấm chế kết thành đồng minh. Sắp phá phong ấn, huyết sát như thấy được cảnh tượng mình nuốt chửng La sát, trở thành ma thân vô thượng. Ngoài hưng phấn, hắn không khỏi để lộ ra nguyên nhân có thể chiếm được thân thể huyết sát. Thì ra, ở thời thượng cổ, trong ba vị phủ quân, La sát hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất, hành sự bá đạo, mà lại không lúc nào là không muốn thôn phệ huyết sát và âm sát. Hai người vì muốn tự bảo vệ mình, chỉ có liên thủ chống đỡ, mà hai người căn bản không thể nói là tín nhiệm gì. Cho nên áp dụng phương pháp giúp nhau bỏ mình, người còn lại cũng muốn bồi táng cùng với nhau, miễn cưỡng tạo dựng quan hệ hợp tác. Hiển nhiên, âm sát động tay chân trong cấm chế, để cho sau khi tự bạo, hắn có thể mang theo một nửa chân nguyên, trực tiếp xuất hiện trong cơ thể huyết sát. Bởi vì âm sát từ bỏ phần bị cấm chế khống chế trong lúc tự bạo, mà trong cơ thể huyết sát còn lưu lại cấm chế của hắn. Cho nên, âm sát thực lực 10 phần không còn một sau khi trả giá một phen, thành công tu hú chiếm tổ chim khách, cắn nuốt nguyên thần huyết sát, trở thành huyết âm hôm nay. Bất quá, bởi vì trong huyết hải không có âm khí, thương thế của huyết âm nguyên thần một mực không thể khôi phục. Nhưng bởi vậy đại trận dùng để phong ấn huyết sát cũng không cách nào hoàn toàn giam cầm hắn, khiến cho hắn có thể phóng ra một ít lực lượng. Đột nhiên, huyết âm thần tình kích động, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, vẻ giận dữ lộ ra vẻ hét lớn, dám can đảm phá hư đại trận của ta, thật là can đảm. Huyết bộc ở đâu? Chủ nhân, xin hãy hạ lệnh. Hai bộ xương khô khàn giọng vang lên trong nguyên thần của huyết âm. Đi, giết tu sĩ phá hư đại trận cho bản phủ quân, nguyên thần đến trước mặt bản phủ quân. Huyết âm nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Hắn giờ phút này vừa giận vừa sợ, đại trận trong biển máu chính là tác phẩm hắn dốc hết tâm huyết, vừa rồi lại cảm ứng được đại trận bị người dung chuyển. Nếu bỏ mặc không quản, đối phương thật đúng là có khả năng phá hỏng cơ hội tốt hắn đã đợi mấy vạn năm. Tuân mệnh, chủ nhân. Hai bộ xương khô huyết giáp đồng thời trả lời. Hai huyết bộc có liên hệ sâu đậm với huyết hải, không cần thủy chung ở trong mắt trận, có thể duy trì đại trận vận chuyển. Lúc này, chính là người tốt nhất để xử lý chuyện ngoài ý muốn. Cách đó vạn dặm, mặt biển máu chảy xiết đột nhiên nổ tung một cột máu, thân ảnh Hàn Lập hiện ra. Hắn vừa bay lên không trung, xa xa liền bay tới một đạo độn quang màu xanh ra trời, người tới chính là Lạc Hồng. Hàn sư đệ, bố trí như thế nào rồi? Lạc Hồng vừa dừng lại, liền vội vàng hỏi. Sư đệ đã làm nhiễu loạn trận pháp theo sự sắp xếp của sư huynh, chắc hẳn vị phủ quân kia cũng đã có cảm ứng, nếu như hắn thật sự có thủ hạ, hẳn là sẽ lập tức phái tới. Hàn Lập vẻ mặt nghiêm túc trả lời, tuy rằng lúc này đang lúc khẩn yếu quan đầu, hắn vẫn không nhịn được vì trận pháp chi đạo của Lạc sư huynh mà kinh thán không thôi. Tu sĩ bình thường phá trận bình thường chính là lấy lực phá xảo, tu sĩ hiểu được trận pháp chi đạo có lẽ sẽ một tay lấy trận phá trận, mà thủ đoạn của Lạc sư huynh quả thực có thể nói là kỳ tư diệu tưởng, đào thoát ra lẽ thường. Lạc sư huynh chỉ để cho mình dùng tài liệu giống như đại trận dưới đáy biển máu, đơn giản thêm hai đạo trận văn, liền khiến một khu vực lớn huyết hải đại trận xuất hiện tình huống vận chuyển mất linh. Hàn Lập cũng thông hiểu trận pháp, tự có thể nhìn ra, mặc dù chỉ là đơn giản cải biến một chút đại trận, nhưng lại khiến cho trong đại trận vốn vận chuyển huyết khí lưu loát, xung đột lẫn nhau. Thủ đoạn này, quả thực tuyệt không thể tả. Lạc Hồng nếu lúc này biết suy nghĩ của Hàn lão ma, hắn tất nhiên sẽ ra vẻ cao giọng phun ra hai chữ đường ngắn. Mọi thứ sắp xếp xong, chờ đến khi con cá mắc câu. Hy vọng bọn họ không đến quá muộn. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị nói. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, không có chính tai nghe, nhưng phát hiện dưới đáy biển máu có pháp trận khổng lồ đang vận hành, lại có xu thế hội tụ toàn bộ lực lượng biển máu. Lạc Hồng thoáng cái liền hiểu, đây là phong ấn ở đây, không biết có phải là huyết sát phủ quân muốn phá vỡ phong ấn, làm ra động tĩnh hay không. Vậy sư huynh bảo trọng, sư đệ đi trước cùng nguyên cô nương bọn họ sẽ hòa giải. Hàn Lập vội vàng chắp tay, hóa thành một đạo độn quang bay đi thật xa, chỉ để lại một mình Lạc Hồng tại chỗ. Ha ha, người có tài làm phiền nhiều, ta chỉ có thể gánh vác được mồi nhử này.
Lạc Hồng cười khổ thả ra thần thức, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thuận tiện, nhìn lại kế hoạch mà đám người mình đã lập ra. Đại trận dùng để phá phong tất nhiên không thể nào là do cổ tu lưu lại. Hiển nhiên, phủ quân bị phong ấn ở đây có năng lực can thiệp tương đối lớn với bên ngoài, tình huống có khả năng nhất chính là hắn có thể điều khiển tà vật trong huyết hải. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng trận pháp phong ấn phủ quân vẫn còn hoàn hảo. Cho nên, phương pháp tốt nhất để đối phó với phủ quân, không hề nghi ngờ gì nữa chính là lợi dụng cấm pháp Phật môn ở nơi phong ấn. Mà khi thôi động Phật môn cấm pháp, tối kỵ nhất là có ngoại lực quấy nhiễu, nếu không thì rất dễ phí công nhọc sức. Như vậy, nhất định phải có người đảm nhiệm làm mồi nhử, tạm thời dẫn dắt tà vật do huyết hải phủ quân điều khiển. Vì vậy, Lạc Hồng liền chia mọi người làm hai đội, để hắn làm mồi nhử, Hàn Lão Ma cùng Nguyên Giao che chở Diễm Tịnh, tiến đến kích hoạt cấm pháp Phật môn. Lợi dụng thủ đoạn nguy ngắn, chỉ có thể tạo thành đại trận cục bộ hỗn loạn, hiệu quả nhìn như đáng sợ, lại không cách nào chân chính lay động đại trận, nhưng tác dụng kinh hãi mười phần. Lạc Hồng tin tưởng mình gây ra động tĩnh này, chắc chắn sẽ đưa tới phản ứng cực lớn của huyết hải phủ quân, hắn cũng thành công lấy được. Tác dụng của mồi nhử, ước chừng chỉ đợi nửa canh giờ, trong phạm vi thần thức của Lạc Hồng liền xâm nhập hai đạo khí tức mạnh mẽ, lúc này hắn hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, đến rồi. Chỉ thấy, hai đạo huyết quang từ chân trời cấp tốc bay tới, sau khi tiến vào khoảng cách công kích, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đánh ra hai đạo huyết ảnh chạm. Cảm ứng được sự sắc bén của lưỡi dao màu máu, Lạc Hồng không có ý định cứng rắn ngăn cản, thi triển ngũ hành độn một chút độn ra hơn 10 trượng, nhẹ nhàng tránh được cú chém của lưỡi dao. Tuấn di thần thông, khởi trận diệt sát. Sau một khoảng giao lưu ngắn ngủi, một bộ xương khô trong đó dừng lại giữa không trung, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ cổ quái. Một bộ khô lâu huyết giáp khác thi triển huyết độn thuật đến gần Lạc Hồng, dường như muốn ngăn chặn hắn. Lạc Hồng cũng không có ý tứ chạy trốn, lật tay liền tế ra Trấn Hải Châu, pháp lực tuôn ra, bắn ra. Một tay huyết giáp khô lâu bấm pháp quyết, một mặt đợi đại thuẫn liền do huyết quang ngưng tụ mà ra, một tay khác nắm vào hư không, hung hăng bóp chặt trái tim Lạc Hồng. Lạc Hồng lập tức cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng không bị thương. Hiển nhiên, huyết giáp khô lâu đã đánh giá thấp cường độ thân thể của Lạc Hồng, bí thuật huyết đạo cũng không có tác dụng quá lớn với hắn. Lúc này, Trấn Hải Châu đã bay tới huyết thuẫn, hai người vừa chạm vào, trên mặt huyết giáp khô lâu lập tức lộ vẻ kinh hãi. Phảng phất một tòa núi lớn ép xuống, vừa tiếp xúc huyết thuẫn liền vỡ vụn ra từng khúc, bị Trấn Hải Châu đập xuyên qua. Sau một khắc, Trấn Hải Châu đã dán lên ngực huyết giáp khô lâu. Chỉ thấy răng rắc một tiếng vang giòn, Trấn Hải Châu trực tiếp nện xuyên qua xương ngực huyết giáp khô lâu, xông vào trong cơ thể hắn. Một vòng giao thủ này, quả thực là chủ quan. Nếu hắn toàn lực ứng đối, ngăn lại Trấn Hải Châu chẳng qua chỉ cần tốn chút sức lực là được. Nhưng hắn từ khí tức phán đoán ra, Trấn Hải Châu chính là bản mệnh pháp bảo của Lạc Hồng. Mà tu vi Lạc Hồng chỉ có nguyên anh sơ kỳ, cho nên đương nhiên cho rằng bản mệnh pháp bảo của Lạc Hồng uy lực không mạnh. Cho nên, huyết giáp khô lâu chỉ tiện tay dùng thần thông bóp huyết thuẫn, hơn phân nửa lực lượng đều dùng để thi triển huyết đạo bí thuật kia. Nếu chỉ là như vậy, chỉ là trên mặt mũi của bộ xương khô khó coi, chút thương thế ấy đối với thân thể không khỏi của hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng tiếp theo hắn lại phạm phải sai lầm thứ hai. Vốn dĩ dùng dư thế của Trấn Hải Châu là khẳng định có thể nện xuyên qua hắn. Nhưng huyết giáp khô lâu lại thi triển bí thuật, cường hóa huyết nhục chỗ ngực bụng, cắt đứt Trấn Hải Châu ở trong cơ thể. Lập tức, huyết khí quanh thân dâng lên, muốn lấy bí pháp huyết đạo làm vấy bẩn Trấn Hải Châu. Lần này không cần Lạc Hồng điều khiển, Hắc Ô Chân Viêm giấu trong Trấn Hải Châu tức giận xông ra, đại phát thần uy. Ầm một tiếng, giống như là cọc gỗ dính đầy dầu hỏa, huyết giáp khô lâu trong phút chốc liền bị linh diễm rào rạt bao vây. Trong tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, huyết giáp khô lâu vội vàng đánh ra một pháp quyết, lập tức huyết vân trên đỉnh đầu đánh xuống một đạo huyết sắc thiểm điện. Lạc Hồng vừa muốn thuấn di né tránh, liền phát hiện tia chớp màu máu này cũng không phải xông về phía mình, ngược lại là xông về phía bộ xương. Mới ý thức được điều này, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy Hắc Ô Chân Viêm bên ngoài thân huyết giáp khô lâu đã bị áp chế, chỉ giữ vững được một hơi liền rút về trong cơ thể. Lôi pháp thật mạnh, so với linh cấp của Hắc Ô Chân Viêm còn cao hơn. Ta tựa hồ có chút ấn tượng đối với lôi này, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Lạc Hồng vô cùng khổ não, âm thầm kinh hãi. Lúc này,
bộ huyết giáp khô lâu kia thừa dịp có tia chớp màu đỏ tương trợ, phốc một tiếng, bức Trấn Hải Châu trong cơ thể ra ngoài. Bàn tay Lạc Hồng nâng lên, thu hồi Trấn Hải Châu. Hắc Ô Chân Viêm trong đó lập tức truyền lại cảm xúc e ngại cho Lạc Hồng. Có thể làm Hắc Ô Chân Viêm như vậy, chắc chỉ có thần thông linh giới, lôi pháp đỏ như máu, lại mượn huyết vân thi triển, chẳng lẽ là thiên cương huyết lôi. Lạc Hồng trong lòng rùng mình, trước đó chưa từng có mà nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt. Không biết rõ, huyết giáp khô lâu càng thêm kinh hãi, thiên cương huyết lôi này cũng không phải là thần thông của bọn họ, mà là mượn lực lượng huyết âm, trong thời gian ngắn không thể thi triển lần nữa. Thần thông của người này có thể ngăn cản được thần lôi của chủ nhân, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ như vậy, bộ xương huyết giáp không còn tấn công mãnh liệt, mà đứng đắn kéo dài. Tên tuổi của thiên cương huyết lôi quá lớn, Lạc Hồng trước khi thăm dò hư thật của bộ xương huyết giáp cũng không dám bức bách quá mức. Về phần bộ huyết giáp khô lâu vẫn đang niệm chú kia, hiển nhiên là muốn thi triển đại thần thông nào đó, Lạc Hồng tự nhiên đã sớm chú ý tới. Nhưng hắn tự tin, với bố trí của mình, cho dù đối phương có sử dụng thủ đoạn gì cũng không uy hiếp được hắn. Cho nên, Lạc Hồng cũng không vội vàng đánh gãy bộ huyết giáp khô lâu kia. Đương nhiên cũng bởi vì một khi hắn có hành động như vậy, một bộ huyết giáp khô lâu khác sẽ dốc sức liều mạng ngăn cản. Tuy song phương kiên kỵ lẫn nhau, nhưng cũng không dừng tay. Trong mấy hơi thở, bí thuật huyết đạo cùng pháp thuật hắc diễm va chạm kịch liệt, nhuộm bầu trời thành hai màu đỏ thẫm. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, huyết giáp khô lâu đối chiến rõ ràng có tu vi cao hơn rất nhiều, lại rơi xuống hạ phong. Bất diệt chi thể mặc dù đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn, nhưng đây chính là lấy tiêu hao tinh huyết làm đại giá đấy. Nếu là bình thường, xương khô giáp máu dựa lưng vào biển máu, tinh huyết tất nhiên là cuồn cuộn không dứt, căn bản không cần lo lắng việc này. Nhưng hiện tại lực lượng biển máu đều bị đại trận dẫn dắt, dùng để trợ giúp huyết âm phá phong, hắn lại không điều động được một chút. Cho nên, sau khi giao thủ ngắn ngủi, khí tức của huyết giáp khô lâu đột nhiên yếu đi một đoạn. Cũng may lúc này, đồng bạn của hắn đã hoàn thành thi pháp. Trong tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số cột nước màu máu phóng lên trời, chính là huyết hải luyện tiên trận. Lạc Hồng lập tức cảm nhận được tư vị huyết mạch vận chuyển bị ngăn trở, sắc mặt đỏ lên. Huyết giáp khô lâu vẫn đang đấu pháp với Lạc Hồng keng một tiếng, cánh tay phải mạnh mẽ nhô ra, trong quá trình nhanh chóng biến lớn. Trong chớp mắt, tầm mắt Lạc Hồng bị một cái xương tay khổng lồ dài hơn một trượng che khuất. Không suy nghĩ nhiều, Lạc Hồng cũng đánh ra quyền phải, đánh một đòn thật mạnh vào xương tay khổng lồ kia. Từ hình thể mà xem, cánh tay xương khổng lồ phảng phất chỉ cần dùng kình hợp lại là có thể bóp chết Lạc Hồng. Nhưng kết quả của côn bằng kích là thắng lợi mang tính áp đảo của Lạc Hồng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng giống như thần kiếm, chẳng những đánh nát xương tay khổng lồ, còn thế như trẻ trúc bổ ra xương cánh tay của huyết giáp khô lâu. Nếu không phải bộ xương huyết giáp thấy thời cơ không ổn, thu thần thông lại, Lạc Hồng suýt chút nữa đã đánh nổ cả cánh tay của hắn. Vừa muốn truy kích, Lạc Hồng đột nhiên cảm giác khí huyết trong cơ thể, bởi vì vừa rồi bạo phát, sao động càng thêm lợi hại, thân hình không khỏi cứng đờ. Khạc khạc khạc, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, rơi vào trong huyết hải luyện tiên trận này, cũng chỉ có thân thể sụp đổ, kết cục này. Huyết giáp khô lâu lui về sau hơn 10 trượng, giễu cợt nói. Ha ha, ngược lại là trận pháp thú vị, chỉ tiếc thời cơ không đúng, bằng không ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Lạc Hồng mang theo vẻ tiếc nuối thở dài một tiếng, pháp quyết trên tay vừa bấm, cột nước cấu thành huyết hải luyện tiên trận lập tức lay động kịch liệt. Ngươi bố trí trận pháp ở đây, đây là một cái bẫy. Huyết giáp khô lâu thi triển trận pháp thần thông kinh thanh gào thét nói. Hiện tại mới phát hiện, đã muộn. Khóe miệng Lạc Hồng hơi cong lên, thúc giục thần niệm, quát, lên trận. Chỉ thấy, ngũ thải linh quang từ bốn phương tám hướng che đậy mà đến, lúc tạo thành một lồng ánh sáng năm màu, cột nước màu máu trong nháy mắt ầm ầm băng tán, rơi trở về huyết hải. Trận này đúng là điên đảo ngũ hành trận, nhưng không phải là loại mà Lạc Hồng đã từng vội vàng bố trí, mà là trải qua sự bố trí của hắn trước đó, có thể phát huy ra 12 thành uy lực của cấm đoạn đại trận. Làm một trận pháp đại sư, làm sao có thể không mượn trận pháp khi làm mồi? Nhưng Lạc Hồng cũng không ngờ mình lại vô tình dùng trận phá trận kinh điển tới mức cực kỳ kinh điển. Điên đảo ngũ hành trận chính là trận pháp ảo thuật, loại đại trận này đối với việc điều động linh khí là kịch liệt nhất, dùng để lấy trận phá trận là thích hợp nhất. Đảo loạn hoàn cảnh linh khí, phá huyết hải luyện tiên trận xong,
điên đảo ngũ hành trận bắt đầu triển hiện uy năng của nó. 2. Cỗ khô lâu huyết giáp hoa mắt một cái, thoáng cái đi tới một tiểu cốc chim hót hoa nở. Huyễn thuật thật lợi hại, mau chóng phá trận, chúng ta phải chạy về bên cạnh chủ nhân. Chương 418, mỗi người có hậu chiêu. Điên đảo ngũ hành trận che đậy thân hình Lạc Hồng, hắn lơ lửng trên không trung, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai bộ huyết giáp khô lâu đang thử phá trận. Trong thời gian giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Lạc Hồng nhìn như chiếm thế thượng phong, nhưng kỳ thật hắn cũng không tạo thành tổn thương chí mạng cho đối phương. Năng lực tự lành của bất diệt chi thể thật sự quá mạnh, chính là khi bị HO chân viêm thiêu đốt. Loại tự lành này vẫn không có đình chỉ, cứng rắn giúp huyết giáp khô lâu gắng gượng chống đỡ đến khi huyết lôi đánh xuống. Lúc này Lạc Hồng vô cùng may mắn, bọn họ chế định sách lược dụ địch. Nếu là ở lúc mọi người đối phó phủ quân, hai người này đi ra ngăn cản bọn họ, vậy thì hỏng bét đến cực điểm. Tuy nói hiện tại Lạc Hồng chỉ cần ở lại chỗ này chủ trì trận pháp, liền có thể kéo dài thời gian của hai bộ huyết giáp khô lâu này. Nhưng, linh giác của Lạc Hồng lại có chút bất an, luôn cảm thấy bản thân đã bỏ sót chuyện gì đó. Mà bất kể là Hàn Lão Ma hay là Nguyên Giao đều là người hắn không thể buông tha. Vì vậy, trong lòng Lạc Hồng không khỏi sinh ra một ý niệm ngoài kế hoạch, đó chính là không làm mồi nhử, nên làm thợ săn, triệt để diệt sát hai bộ huyết giáp khô lâu này. Ngay khi Lạc Hồng sát tâm nổi lên, hai bộ huyết giáp khô lâu cũng làm xong bước thăm dò sơ bộ, bắt đầu thi triển thủ đoạn phá trận chân chính. Chỉ thấy trên thân hai người đại phóng huyết quang, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh huyết vân, che đậy thân hình cả hai vào trong đó, sau đó không ngừng bắn ra bốn phía huyết ảnh trảm thần thông. Vô số đạo huyết nhận như trăng lưỡi liềm, rất nhanh đã chém tiểu cốc thành 7-8 dụng, nham thạch và cỏ dưới đất vỡ vụn, lộ ra ánh sáng ngũ sắc. Nhưng lập tức, ngũ thải linh quang chợt lóe, tất cả lại khôi phục nguyên dạng. Thấy tình hình này, hai cỗ huyết giáp khô lâu vẫn chưa dừng bắn nhanh huyết nhận, tựa hồ muốn dùng phương thức này để tiêu diệt điên đảo ngũ hành trận. Lạc Hồng nhướng mày, cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tuy hai tà vật này ba câu không rời chủ nhân, nhưng linh trí bản thân không kém gì tu sĩ bình thường. Rõ ràng vừa rồi còn vội vã phá trận trở về, lúc này làm sao có thể dùng phương pháp chậm chạp như vậy để phá trận đây. Nhưng đúng lúc này, Lạc Hồng đang vận dụng thủ đoạn thứ hai đã được bố trí sẵn, mặc dù biết rõ mình phải quấy nhiễu đối phương, nhưng lại không thể toàn lực hành động. Hắn chỉ có thể dùng thần niệm thúc giục, thả hơn 10 vạn con huyết khôi phi nghĩ hóa thành một đám mây sâu ép về phía huyết vân. Huyết khôi phi nghĩ vừa được thả ra, liền lộ ra vẻ hưng phấn dị thường, không cần Lạc Hồng điều khiển, liền tự phát đánh về phía huyết vân. Lạc Hồng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu ra, thần thông hạch tâm nhất của huyết khôi phi nghĩ chính là thôn phệ tinh huyết. Huyết giáp khô lâu tu luyện công pháp huyết đạo chính là thức ăn ngon miệng nhất trong mắt chúng. Dường như cảm ứng được uy hiếp của huyết khôi phi nghĩ, huyết nhận bắn ra từ trong huyết vân bỗng nhiên tập trung lại, toàn bộ chém về phía trùng vân. Huyết khôi phi nghĩ thực lực cá nhân yếu kém, đương nhiên không thể ngăn cản huyết nhận chém xuống. Một lưỡi đao máu cơ bản có thể một hơi chém chết 7-8 con huyết khôi phi nghĩ mới có thể hao hết uy năng. Nhất thời, trùng thi bị chém thành mấy đoạn, rơi xuống như một trận mưa, trong phút chốc đám mây đã mỏng đi không ít. Nhưng mà một khắc sau, huyết khôi phi nghĩ bị chém chết đã bị cắn nuốt, huyết quang lưu lại trên lưỡi dao ở chỗ vết cắt, thân thể tập hợp lại một chỗ, một lần nữa sống lại. Rất hiển nhiên, huyết nhận không thể ngăn cản bầy trùng tấn công, hơn 10 giây sau, một lượng lớn huyết khôi phi nghĩ nhào tới mặt ngoài của đám huyết vân, ăn ngấu nghiến. Bị hơn 10 vạn con huyết khôi phi nghĩ đồng thời cắn nuốt, cho dù huyết vân đường kính chừng mấy trăm trượng, nhưng cũng lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại. Sau đó, hai bộ huyết giáp khô lâu ẩn giấu trong huyết vân lại vận dụng nhiều loại bí thuật huyết đạo, nhưng đều không thể hoàn toàn tiêu diệt huyết khôi phi nghĩ. Sâu trong huyết vân dần truyền ra tiếng gầm kinh sợ của đầu lâu huyết giáp. Ngay tại lúc thế cục tốt như vậy, Lạc Hồng đột nhiên cảm ứng được trong đại trận xuất hiện dị biến. Vô số sinh linh vốn không tồn tại cùng hải vực này lại quỷ dị xuất hiện ở trong đại trận. Lạc Hồng vội vàng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên đồng cỏ do đại trận huyễn hóa ra, vô số bóng đen nhốn nháo, thanh thế càng lúc càng lớn. Linh quang màu vàng từ trong đồng tử nổi lên, Lạc Hồng lập tức thấy rõ diện mục những bóng đen này, đúng là vô số yêu trùng. Giao bằng, con huyết điệt phi thiên này của ta được sinh ra từ biển máu, có thể tự do xuyên qua biển máu. Trận pháp của ngươi có huyền diệu đến đâu cũng không thể ngăn cản được chúng nó.
Sau khi Huyết Điệt hiện thân, Huyết Vân liền ầm ầm nổ bể ra, đánh bay toàn bộ huyết khôi phi nghĩ bám vào trên nó. Huyết Giáp Khô Lâu giao thủ với Lạc Hồng lúc trước lộ ra nụ cười âm hiểm, giống như nắm chắc thắng lợi kêu gào. Theo lời hắn nói, vô số huyết điệt nhúc nhích phóng lên trời, lao thẳng đến bầy kiến huyết khôi. Hai loại linh trùng nhất thời cắn xé nhau, số lượng phi thiên huyết điệt rất nhiều, thường thường có thể đếm được trên đầu nó có một con huyết khôi phi nghĩ. Cho nên trong giây lát, huyết khôi phi nghĩ mà Lạc Hồng thả ra, có một nửa vào bụng phi thiên huyết điệt. Lần này khác hẳn với lần trước đối mặt với thiết hỏa kiến, huyết khôi phi nghĩ bị luyện hóa một cách suýt nữa đã bị phi thiên huyết điệt luyện hóa. Chúng thực sự đã chết, không cách nào trùng sinh từ trong cơ thể phi thiên huyết điệt. Lạc Hồng dùng mình, cứ tiếp tục như vậy, những huyết, khôi phi nghĩ mà mình thả ra này tất nhiên sẽ bị toàn diệt. Vì vậy dưới sự thúc giục điên cuồng của thần niệm, huyết khôi phi nghĩ còn lại nhanh chóng rút về, biến mất trong huyễn trận. Thì ra chế tạo huyết vân chẳng qua chỉ là thứ thu hút sự chú ý của người khác, thủ đoạn chân chính là phi thiên huyết điệt không cách nào tính toán trong huyết hải. Trong lúc Lạc Hồng thầm hô bất cẩn, Huyết Giáp Khô Lâu bắt đầu điều khiển vô số phi thiên huyết điệt công kích đại trận. Chỉ thấy những con sâu mềm ghê tởm này bám vào mỗi một góc đại trận phun ra huyết khí, lấy loại phương thức không hề có kỹ xảo này nhiễu loạn vận chuyển điên đảo ngũ hành trận. Dần dần tiểu cốc sinh cơ giạt rào biến mất, lộ ra huyết hải phiêu đầy phi thiên huyết điệt. Bất quá ngũ thải quang cháo bao phủ phiến hải vực này cũng không tán đi, bị bài trừ chỉ là huyễn thuật. Theo thời gian trôi qua, cả tòa đại trận càng ngày càng bất ổn, huyễn thuật hình thành trời xanh mây trắng, cũng dần dần trở về hình dáng bầu trời huyết hải lúc trước. Đồng thời, thân hình Lạc Hồng cũng dần dần hiển lộ ra. Phát hiện sau lưng Lạc Hồng, Huyết Giáp Khô Lâu không có bất kỳ do dự nào, lúc này sử dụng một vòng lớn phi thiên huyết điệt đánh về phía hắn. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, khởi động một tấm khiên không ánh sáng có ngọn lửa đỏ thẫm. Những con huyết điệt phi thiên này còn chưa tới gần, đã bị đốt cháy thành tro bụi, căn bản không đến gần được Lạc Hồng. Sau khi phát giác được phi thiên huyết điệt không làm gì được Lạc Hồng, nụ cười trên mặt Huyết Giáp Khô Lâu chợt tắt. Ý tức giận từ trong hai hốc mắt chỉ có huyết diễm thiêu đốt của nó, rõ ràng truyền đạt ra cực kỳ rõ ràng. Thần thông của đạo hữu thật kinh người, nhưng phi thiên huyết điệt trong huyết hải này có thể nói là vô cùng vô tận, cuối cùng cũng có lúc ngươi sẽ kiệt lực. Đến lúc đó, thỉnh ngươi hảo hảo nếm thử nỗi khổ vạn điệt phệ thân. Khắc khắc khắc, nếu đạo hữu nói rõ mưu đồ của ngươi, có lẽ còn có thể chết thống khoái. Một bộ khô lâu huyết giáp khác âm khí âm trầm uy hiếp nói. Ha ha, các ngươi cho rằng Lạc Mỗ đã hết biện pháp rồi sao? Không thể nào. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng Lạc Mỗ không có lo lắng đến tình hình bị tà vật huyết hải vây công sao? Hai vị, mời nhìn lên trên đầu. Đối mặt uy hiếp, Lạc Hồng chẳng những không sợ, ngược lại cười ha ha, khí diễm rất kiêu ngạo giễu cợt nói. Đỉnh đầu. Hai bộ khô lâu huyết giáp không khỏi kinh nghi, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy trên bầu trời biến mất có một vòng tròn ngũ sắc được giấu kín. Mặc dù không nhận ra đây là vật gì, nhưng trong đó có linh khí kinh người cùng cảm giác tim đập nhanh vờn quanh bọn họ lúc này đủ để chứng minh đây là một cái đồ chơi chết người. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 419, Tuyệt sát và bất ngờ. Trong thực chiến vận dụng siêu cấp ngũ hành thần lôi, Lạc Mỗ cũng là lần đầu tiên, cho nên để nhị vị đợi lâu. Tiếp theo, hai vị cứ thưởng thức mùi vị của nó đi. Khóe miệng Lạc Hồng cong lên nói, dứt lời thân hình liền lóe lên, biến mất ở trong đại trận. Cùng lúc đó, vòng tròn năm màu vù vù một tiếng, lưu quang tràn đầy màu sắc xoay tròn với tốc độ cao, hơn nữa càng quay vòng càng nhỏ, cảm giác khiến xương cốt huyết giáp càng thêm khiếp đảm. Trước nguy cơ sinh tử, hai bộ huyết giáp khô lâu không hẹn mà cùng vận dụng thủ đoạn liều mạng. Chỉ thấy, bộ huyết giáp khô lâu điều khiển phi thiên huyết điệt kia, duỗi ra kiếm chỉ đâm tới ngực của mình, hai ngón tay hoàn toàn ghim vào trong đó, lập tức kẹp ra một viên huyết châu nhỏ như hạt đậu. Huyết châu vừa mới ly thể, khí tức của huyết giáp khô lâu này chợt trượt xuống một đoạn, phảng phất như mất đi vật bản nguyên gì đó. Lúc này, mặt huyết giáp khô lâu lộ vẻ dữ tợn, thi triển bí pháp chấn huyết châu thành một đoàn huyết vụ, tiếp theo đánh ra một chưởng, khiến huyết vụ tán loạn giữa phi thiên huyết điệt. Sau một khắc, phi thiên huyết điệt nhiễm phải huyết vụ bỗng nhiên phát cuồng, liều mạng công kích lên đại trận. Không bao lâu sau,
trên ngũ thải quang cháo xuất hiện rất nhiều vết rạn, không hề nghi ngờ là ngay trước mắt. Cùng lúc đó, một bộ huyết giáp khô lâu khác không biết thi triển bí thuật thần thông gì, bên ngoài huyết giáp hiện ra rất nhiều phù văn, mềm hóa thành lưu thể. Lập tức, xương trắng dưới huyết giáp giống như nắng hạn gặp mưa rào, thôn phệ sạch sẽ huyết giáp sau khi mềm hóa, lập tức hóa thành một bộ hài cốt huyết sắc. Nương theo tiếng xương cốt rắc 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 nổ vang, hình thể hài cốt màu máu không ngừng biến lớn, đúng là thi triển ra đại thần thông cùng loại với pháp thiên tượng địa. Trong khoảnh khắc, hài cốt màu máu đã cao đến hơn 20 trượng, đồng thời hai tay chảo một cái, dùng huyết khí ngưng ra một thanh tam cổ xoa thật lớn. Lúc này cự hoàn năm màu đã co rút lại mấy lần, phát ra tiếng rít sắc nhọn do tốc độ xoay tròn quá nhanh mà lại cực kỳ bén nhọn. Ngay khi sắp đạt tới điểm giới hạn, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, thu hồi đại trận lập tức muốn phá, khiến cự hoàn năm màu mang theo tiếng gió rít rơi thẳng xuống. Đại trận mặc dù đã tán đi, nhưng trực giác nói cho hai bộ huyết giáp khô lâu, lúc này muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Ở thời khắc sống còn, bộ xương huyết giáp điều khiển vô số con huyết điệt bay lên trời, bao vây hắn và bộ xương màu máu lại. Sau một khắc, bạch quang cực hạn từ một điểm tuôn ra, cự hoàn năm màu thu nhỏ đến gần giá trị giới bỗng nhiên bành trướng ra, như một mặt trời màu trắng rơi vào trong biển máu. Mấy vạn tấn máu loãng lập tức bốc hơi, huyết giáp khô lâu và phi thiên huyết điệt bị nó nuốt chửng không thấy. Tiếng nổ vang trời đủ để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở nên thông minh, vang vọng toàn bộ biển máu. Sóng xung kích kích khởi lên sóng máu ngập trời, lại để cho Tuyền qua đại trận vì một loạn. Cách đó mấy trăm dặm, Lạc Hồng lơ lửng trên không trung, chống lên vô quang thuẫn ngăn cản sóng xung kích đến trước mặt, trong đồng tử phản chiếu ra lôi cầu màu trắng đường kính vài dặm. Mặc dù kém xa so với hai lần trước, nhưng vẫn là tuyệt cảnh khiến người ta nhìn mãi không chán. Lạc Hồng tán thưởng xong, một cái đầu giao long vảy đỏ từ phía sau hắn thò ra, chẹp chẹp miệng nói, đây thật sự là lực lượng của năm huynh đệ chúng ta. Ha ha, ta cảm thấy đây là lực lượng của Lạc Mỗ, các ngươi nói có phải không? Lạc Hồng chậm rãi chuyển giọng, ánh mắt quét nhìn năm con giao long cấp 7, cười lạnh nói. Đúng vậy, đây là lực lượng của chủ nhân. Lão nhị, ngươi đừng nói bậy. Kim Lân Giao Long một chảo vỗ vào trên đầu Hồng Lân Giao Long, nịnh nọt hướng Lạc Hồng cười nói. Bất quá, hắn đội một cái đầu giao, cho dù cười có chân thành, cũng không dễ nhìn đến đâu. Chủ nhân, lần này chúng ta biểu hiện không tệ, có phải có thể ban thưởng mấy bình linh tử uống hay không? Lúc này, một con giao long màu lam đi tới, liếm mặt đòi hỏi. Lời vừa nói ra, con mắt năm con giao long lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm về phía Lạc Hồng. Khóe mắt Lạc Hồng hơi co rút một chút, bất động thanh sắc nói, cụ, lần này các ngươi đúng là có công, sau khi trở về thưởng cho các ngươi mấy vỏ. Tạ ơn chủ nhân, chúng ta về túi linh thú ngủ trước đây. Hắc hắc, lần này không làm uổng phí. Sau một phen hỗn loạn, năm con giao long trước sau quay trở về trong túi linh thú. Lạc Hồng đề cười cười, lắc đầu, hắn cũng không phải ác ma gì, có sở thích quái dị khi dễ giao. Sở dĩ hắn khắt khe đối đãi ngũ hành giao long như vậy, chỉ là vì bảo mật, không tiện thả bọn họ ra giao cho đệ tử Hoàng Phong Cốc chăm sóc. Mà bình thường hắn bận rộn tu luyện, căn bản không nghĩ ra ngũ hành giao long, dù sao bọn họ không chết đói cũng không uống chết được. Nhưng mà sau ngày hôm nay, Lạc Hồng quyết định đối xử với bọn họ tốt hơn một chút. Chính là linh lực gần như rút khô của ngũ hành giao long, Lạc Hồng mới có thể ở dưới tình huống không có linh mạch dựa vào. Cấu trúc ra một cái vòng tròn năm màu loại nhỏ, cuối cùng đánh ra siêu cấp ngũ hành thần lôi át chủ bài cơ hồ có thể trị hết thảy không phục. Động tĩnh bên ta, chắc là đám người Hàn lão ma đã nhận ra, hy vọng bên bọn họ có thể thuận lợi. Lạc Hồng tự nói như vậy, sắc mặt lại dần dần trầm xuống. Sau một lúc lâu, lôi cầu to lớn bắt đầu tiêu tán, Lạc Hồng thấy thế lập tức phi độn đi, hắn muốn tận mắt xác nhận có hay không đã tiêu diệt hai cỗ huyết giáp khô lâu kia. Kết quả, khi Lạc Hồng bay đến trong vòng 10 dặm, một cây tam cổ xoa khổng lồ bị tàn phá, liền từ trong lôi cầu còn chưa hoàn toàn tiêu tán bắn ra. Lạc Hồng biến sắc, lẽ nào ngay cả siêu cấp ngũ hành thần lôi cũng không tiêu diệt được hai tà vật kia. Sau khi thi triển ngũ hành độn né qua một kích này, Lạc Hồng lần nữa nhìn về phía lôi cầu khổng lồ, chỉ thấy lúc này lôi cầu đã hoàn toàn tiêu tán, lộ ra bộ hài cốt huyết sắc thân cao hơn 20 trượng. Cây tam cổ xoa kia chính là do hắn ném ra. Tuy nhiên, trạng thái của hắn lúc này vô cùng không tốt, chẳng những thiếu tay gãy chân, toàn thân không còn sót lại mấy cái xương,
Hơn nữa huyết diễm trong hốc mắt cũng trở nên cực kỳ ảm đạm. Sau khi liếc mắt nhìn Lạc Hồng, huyết diễm trong hốc mắt hắn vặn vẹo một cái, liền hoàn toàn dập tắt. Lập tức, số lượng xương cốt còn lại không nhiều lắm của bộ hài cốt màu máu này nhanh chóng rút đi, trở nên đen nhánh một mảnh, lập tức giống như cát mịn tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ có một cái đầu lâu được giữ lại, co lại thành kích thước bình thường. Mà một bộ xương khô huyết giáp khác vẫn còn giữ lại nửa thân thể kéo dài hơi tàn. Lạc Hồng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ giữa tà vật còn có huynh đệ tình thâm, bộ hài cốt huyết sắc kia liều chết bảo vệ huyết giáp khô lâu. Đây quả thực là chuyện hoang đường, cho nên ý niệm này vừa xuất hiện liền bị lý trí của Lạc Hồng bóp chết. Còn chưa đợi Lạc Hồng ngộ ra âm mưu của hai tà vật này, chỉ thấy bộ xương huyết giáp kia khó khăn lắm mới đánh ra một pháp quyết, sau một khắc liền nổ tung ầm ầm, chỉ lưu lại một đoàn huyết quang lớn chừng quả đấm rơi xuống huyết hải. Thì ra ném cái ném đó không phải là để giết ta, mà là để ta không kịp ngăn cản huyết sắc quang đoàn vào biển. Đáy lòng Lạc Hồng lập tức sinh ra một cảm giác không ổn, một bộ huyết giáp khô lâu khác liều tính mạng cũng muốn để đồng bạn làm thành sự tình, nghĩ như thế nào cũng sẽ không đơn giản. Nhưng một khắc Lạc Hồng né tránh, đã chú định hắn đã không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Chỉ thấy, quang đoàn màu máu kia sau khi rơi vào huyết hải, không biết là kích phát cái gì, lại làm cho vòng xoáy toàn bộ huyết hải trở nên càng thêm chảy xiết. Không ổn, phong ấn bên kia, Lạc Hồng lập tức hiểu ra, huyết giáp khô lâu này là huyết tế chính mình, để chủ nhân của hắn có thể ra tốc phá phong ấn. Ta phải lập tức chạy tới trung tâm vòng xoáy. Ý niệm cực kỳ mãnh liệt hiển hiện trong lòng hắn. Nhưng Lạc Hồng vẫn ép mình tỉnh táo lại, trốn vào trong biển máu, vớt cái đầu lâu cũng rơi vào biển máu ra. Tuy rằng trong đầu lâu đã không cảm ứng được một tia sinh cơ, nhưng Lạc Hồng vẫn quyết định nguyên tắc hắn dùng để dạy Phàn Mộng Y, chỉ có đốt địch nhân thành cho mới là địch nhân tốt. Dù sao, đối với bí thuật huyết đạo, hắn hiểu quá ít, vì bảo đảm vạn nhất, vẫn phải cẩn thận chút. Thần niệm vừa động, Hắc Ô Chân Viêm liền từ trong lòng bàn tay hắn toát ra, bao lấy cả khối đầu lâu vào trong đó. Không nghĩ tới, thực sự bị hắn đoán trúng. Hắc Ô Chân Viêm vừa ra, trong hốc mắt khô lâu không ngờ dấy lên một tia huyết diễm. Không cho Lạc Hồng có bất kỳ thời gian phản ứng nào, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ vang, hiển nhiên hắn đã sớm tính. Toán tốt, nếu bị Lạc Hồng phát hiện chuyện giả chết, liền dùng lực lượng cuối cùng kích phát thiên cương huyết lôi. Nghe được tiếng nổ vang, Lạc Hồng không cần ngẩng đầu cũng biết là tia chớp huyết sắc kia đang rơi xuống. Hắn cũng giống như đã sớm có chuẩn bị, quyết đoán vung tay đánh ra một tấm tử văn linh phủ. Vì vậy, khô lâu cực kỳ khiếp sợ nhìn thấy, thiên cương huyết lôi không bị hắn khống chế bổ về phía đạo linh phủ kia. Làm sao có thể? Đầu lâu vạn phần không cam lòng ở dưới Hắc Ô Chân Viêm, biến thành cho bụi. Đạo tử văn linh phù này chính là một chút thành quả mà Lạc Hồng nghiên cứu tử tiêu thần lôi trong những năm này, có thể phong ấn một tia tử tiêu thần lôi ở trong đó. Bằng vào một tia tử tiêu thần lôi này, tự nhiên là không uy hiếp được tu sĩ Nguyên Anh trở lên, lại có thần thông dẫn lôi huyền diệu. Bất kể là lôi pháp mạnh cỡ nào, đều sẽ bị tử tiêu thần lôi dẫn dắt đi qua. Sau khi lần đầu tiên thấy được sự lợi hại của thiên cương huyết lôi, Lạc Hồng liền âm thầm giấu phù này vào trong tay áo, mới có thể phản ứng kịp thời như vậy. Sau khi giải quyết tai họa ngầm, Lạc Hồng không dừng lại ở đây một lát, lập tức lấy ra tứ tượng Nazi phù truyền tống rời đi. Hàn lão ma theo sự sắp xếp của hắn, trên đường đi đều để lại lệnh bài định vị tứ tượng Nazi phù, cho nên Lạc Hồng chỉ cần không ngừng truyền tống là có thể hội hợp với nơi phong ấn. Trung tâm vòng xoáy huyết hải, huyết âm phong ấn chi địa. Nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ không biết trời cao đất rộng trước mặt, Huyết Âm cười khanh khách lạnh nói, nhân tộc các ngươi thường nói quan tâm thì loạn, đích xác có vài phần đạo lý, bản phủ quân càng bị các ngươi tính toán, trúng kế điệu hổ ly sơn kia. Nhưng mà huyết bộc của bản phủ quân là do tổ sư của con lừa chọc này luyện ra, khi bọn họ còn sống đều là Phật tu Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy rằng sau khi trở thành huyết bộc đã rơi xuống một cảnh giới, nhưng cũng thần thông quảng đại hơn xa so với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, các ngươi chỉ để lại một người kéo dài, nhưng mà xem thường bản phủ quân. Nói xong, trên mặt Huyết Âm không còn ý cười, hung ác cực kỳ trừng mắt nhìn về phía ba người. Ngã Phật từ bi, đúng là phủ quân hung uy hiển hách, chúng ta mới không thể không để cho Lạc thí chủ phạm hiểm. Tiếp theo bần tăng muốn độ hóa phủ quân, đắc tội. Diễm Tịnh chắp hai tay trước ngực ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi động cấm pháp Phật môn trên tế đài. Vi phạm nguy hiểm,
Khặc khặc, các ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy huyết bộc của bản phủ quân bắt hồn phách của hắn tới. Huyết Âm mắt lộ ra hung quang, quét mắt nhìn đám người Hàn Lập, tiếp tục nói, đến lúc đó ba người các ngươi cũng chạy không. Mới nói được một nửa, thần sắc của Huyết Âm đột nhiên biến đổi, quay đầu sang một bên, lộ ra thần sắc cực kỳ ngoài ý muốn. Chương 420, Huyết Âm phá phong. Oanh! Sau một lúc, thanh âm ù ù trầm đục truyền đến, mọi người có thể nhìn thấy một mặt trời màu trắng ở xa xa hiện lên trên mặt biển. Thủ đoạn của Lạc sư huynh mỗi lần đều có thể làm cho Hàn Mỗ khiếp sợ. Đại sư, xem ra sư huynh bên kia đã không còn vấn đề gì, kính xin nhanh chóng ra tay phục ma. Hàn Lập chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thúc giục nói. Lạc thí chủ không hổ là người có duyên với Phật ta. Diễm Tịnh tán thưởng một câu, thi triển lôi âm chú. Trong trận phạn âm, trên tế đài hiện ra phần đông phạn văn Phật môn, kim trung quang cháo lại lần nữa xuất hiện, kim diễm rào rạt tuôn về phía Huyết Âm. Nhưng mà lần này, kim diễm cũng không thể đốt tới trên thân Huyết Âm, mà là bị một tầng huyết quang cực kỳ nồng đậm ngăn lại. Dám tiêu diệt huyết bộc của ta, bổn phủ quân nhất định phải rút hồn luyện phách bọn ngươi, trọn đời không được siêu sinh. Huyết Âm phẫn nộ cực độ quát, pháp quyết trên tay biến đổi liên tục, không biết thi triển thần thông gì, càng làm vòng xoáy do huyết hải đại trận hình thành chuyển động kịch liệt. Nương theo dị biến, huyết quang bên ngoài thân thể Huyết Âm cũng cường thịnh hơn rất nhiều, đẩy kim diễm Phật môn trở về. Không tốt, tên này không tiếc nguyên khí huyết hải, công kích cấm chế phong ấn, sắp không chống nổi nữa rồi. Tiếng niệm chú của Diễm Tịnh không ngừng vang lên, thanh âm kinh hoàng không thôi vang lên trong lòng mọi người. Khanh khách, tuy rằng hành động lần này sẽ làm suy yếu tu vi cảnh giới của bản phủ quân, nhưng chắc hẳn La Sát ngu xuẩn kia đã bị các ngươi trấn áp. Bản phủ quân dù tu vi giảm đi, cũng không sợ nuốt không trôi hắn. Chờ ma thân của bản phủ quân đại thành, nhất định phải huyết tẩy nhân giới, đền bù biển máu. Huyết Âm càn rỡ cười to, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm nghị, biết rõ đã đến thời khắc sinh tử, rốt cuộc bất chấp che giấu thực lực, quát lớn, đại sư, Hàn Mỗ đến giúp ngài. Nói xong, hồ quang điện màu vàng liền nhảy lên trên song trường, đùng đùng rung động, song trường hắn bỗng nhiên đẩy một cái, liền đánh ra hai đạo điện mãng to bằng cánh tay. Trong chốc lát, hai đầu kim sắc điện mãng liền cùng kim diễm đan vào nhau, lập tức liền chống đỡ huyết quang, lại có xu thế đẩy ngược trở về. Diễm Tịnh tinh thần chấn động, không chút do dự ăn vào một viên đan dược tạm thời gia tăng tu vi, khiến cho uy lực của kim diễm tăng lên một tầng. Tịch Tà thần lôi cùng kim diễm của Phật môn hợp binh một chỗ, lập tức đánh cho huyết quang liên tục bại lui. Dưới ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của Huyết Âm, cuối cùng phá tan huyết quang cách trở, đánh tới trên người hắn. Uy lực lần này còn mạnh hơn lần trước của Thiên Hận lão quái, kim lôi và kim diễm vừa tới người. Huyết Âm liền thất thanh kêu thảm thiết, mây đen trong mắt lăn một vòng, lập tức muốn thi triển thiên cương huyết lôi. Tiếng sấm ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu hai người, trong huyết vân đột nhiên đánh xuống 9 đạo huyết sắc thiểm điện, thẳng đến Hàn Lập. Hiển nhiên, Huyết Âm tự mình cảm thụ, cho rằng uy hiếp của Tịch Tà thần lôi lớn hơn nhiều so với kim diễm của Phật môn. Hàn Lập vẫn luôn phòng bị Huyết Âm phản công, lúc này cũng không kinh hoàng, không có dừng lại phát ra Tịch Tà thần lôi, mà nhất tâm tam dụng. Tế ra một chi ngọc như ý, triệu ra một tầng hai vòng bảo hộ, đồng thời gọi ra 7 phệ kim trùng, bên ngoài thân ngưng tụ một tầng trùng giáp. Hơn nữa trên người còn mặc hoàng lân giáp, tổng cộng có 3 tầng phòng hộ, Hàn Lập tự tin có thể ngạnh kháng Huyết Âm lôi pháp. Nguyên giao một mực hộ pháp cho hai người, lúc này phản ứng cũng cực nhanh. Chỉ thấy tay trắng của nàng vung lên, liền đánh ra một đạo âm phong tối như mực, cuốn tới phụ cận Hàn Lập, tạo thành một tầng âm khí hộ cháo. Nguyên giao tu luyện âm dương luân hồi quyết cũng không phải là công pháp cường lực gì, sau khi luyện thành cũng sẽ không có thần thông lợi hại gì. Nhưng nàng giờ phút này có thể mượn uy năng của huyền âm chi nhãn, ngưng tụ âm khí vòng bảo hộ cứng cỏi hơn nhiều so với linh khí vòng bảo hộ bình thường. Nhưng mà sau một khắc, thiên cương huyết lôi liền lộ ra răng nanh dữ tợn. Chỉ là đạo đầu tiên tia chớp huyết sắc, liền đánh tan nguyên giao ngưng tụ âm khí hộ cháo. Thủ đoạn hộ thân của Hàn Lập cũng liên tiếp bị nghiền nát, không thể ngăn cản thiên cương huyết lôi rơi xuống. Hàn sư đệ, dùng hư thiên đỉnh. Trong lúc nguy hiểm, thanh âm Lạc Hồng từ xa xa truyền đến, triệt để đánh nát ý nghĩ Hàn Lập dùng hoàng lân giáp ngạnh kháng. Thần niệm hắn khẽ động, một tiểu đỉnh ba chân ung dung bay ra,
ngăn trước huyết sắc thiểm điện. Âm âm vài tiếng nổ vang lên, sau đó Hàn Lập bốc lên khói đen bị đánh bay ra ngoài. Hư Thiên Đỉnh lại không nhúc nhích tí nào, xoay tròn tại chỗ. Phen này, Hàn Lập mặc dù may mắn không chết, nhưng thiếu tịch tà thần lôi của hắn, huyết quang lại chiếm thượng phong. Nhưng trong thời gian ngắn huyết âm hai lần ra tay, cũng không nhẹ nhàng, giờ phút này một tay chống đất, một tay đỡ trán, miệng lớn thở hổn hển. Thân hình Lạc Hồng xuất hiện sau lưng Hàn Lập, đưa tay đặt lên vai hắn, trợ giúp hắn tiết kình lực ra, nói, Hàn sư đệ, tình huống như thế nào? Hụ, không chết được, nhưng ma vật này sắp thoát khỏi phong ấn, sư huynh mau nghĩ biện pháp đi. Hàn Lập đưa tay che ngực, vẫy tay gọi Ngọc Như Ý cùng Hư Thiên Đỉnh trở về, thần sắc ngưng trọng nói. Khanh khách, chính là ngươi đã diệt huyết phó của bản phủ quân, lại tự mình đưa tới cửa, rất tốt. Huyết âm cô nén cơn đau đớn kịch liệt chống đỡ thần hồn, đứng lên nói. Theo tiếng nói của hắn, trên kim trung dần dần xuất hiện vết rạn, trong chớp mắt phong ấn cấm chế đã trở nên phá toái thành mảnh nhỏ. Lui mau, Lạc Hồng lúc này ý thức được không còn kịp rồi, sắc mặt biến đổi hô. Ba hơi thở sau, đám người mới thối lui ra mấy trăm trượng, kim trung đã triệt để hóa thành điểm sáng màu vàng óng biến mất không thấy. Huyết âm lấy lại tự do không khỏi cất tiếng cười to, thân hình chậm rãi bay lên trời, cao. Tiếng cười của hắn từ âm nhu gần giống giọng nói của nữ, dần dần biến thành tiếng quỷ giống khủng bố mà trầm thấp, biển máu theo đó chấn động, giống như đang cung nghênh chủ nhân của nó trở về. Chỉ là sâu bọ, lại có thể chạy đi nơi nào? Ta muốn các ngươi nếm thử đau khổ của bản phủ quân, chấn. Huyết âm khinh miệt quét mắt bốn người Lạc Hồng, mở rộng hai tay, trước ngực xuất hiện một quả cầu màu máu cùng màu đen mỗi bên chiếm một nửa, lập tức huyết quang cùng hắc quang đồng thời sáng lên. Từ sau khi huyết âm thoát khốn, ánh mắt Lạc Hồng vẫn chưa từng rời khỏi hắn, tùy thời chuẩn bị dùng tử tiêu phù, ứng đối công kích của thiên cương huyết lôi. Nhìn thấy cử động cổ quái của huyết âm, đầu tiên hắn sững sờ, sau đó cảm ứng được khí tức trong quái cầu, con ngươi co rụt lại, quát, dừng lại, tất cả tụ lại. Tuy lời này của Lạc Hồng nói không đầu không đuôi, nhưng ba người đều không có chút do dự nào, lập tức dựa vào Lạc Hồng. Nguyên giao trực tiếp phụ thể, tiến vào thân thể Lạc Hồng. Vào thời khắc huyết quang và hắc quang sáng lên, Lạc Hồng Hồng khởi động vô quang thuẫn, bảo hộ Hàn Lập cùng Diễm Tịnh vào bên trong. Lập tức, chỉ nghe đông một tiếng, tựa như một thanh trọng chùy vô hình từ trên trời giáng xuống, ba người từ không trung bị đập vào đáy biển. Mặt đất của huyết hải trong phạm vi trăm trượng, trong nháy mắt chìm xuống hơn 10 trượng. Hai tay Lạc Hồng phát run chống đỡ vô quang thuẫn đang chậm rãi ép xuống, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát, ngũ hành biến. Áo giáp linh khí như bạch ngọc đột nhiên xuất hiện, Lạc Hồng giống như thiên binh thần tướng, bộc phát ra thần lực không gì sánh kịp, lại đem vô quang thuẫn ép xuống đẩy trở về. Các bạn vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.